Chào mọi người, mình là Cường 89 gì view đây. Để đổi gió thì hôm nay AD lên cho anh em bộ truyện thể loại khá là mới lạ. Chuyện kể về một thanh niên mồ côi làm nghề bốc vát nghèo rớt mồng tơi, thế nhưng vào một ngày đẹp trời, thanh niên lại được thừa kế một tòa nhà giá trị kích xù từ người bà không biết là đào từ đâu ra. Tuy nhiên để được thừa kế thì thanh niên phải vận hành nhà hàng của tòa nhà, càng làm thì thanh niên càng thấy cái nhà hàng này cứ quái quái. Cụ thể là quái như nào thì mời mọi người cùng đón xem nhé. Anh em trước khi vào xem thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ AD kiếm cái nút bạc ăn Tết nhé. Cảm ơn mọi người. Tại công trường phía tây thành phố, bởi vì là giữa trưa nên mặt trời như thể rực lửa. Những công nhân làm việc tại công trường không biết mệt. Bọn họ cật lực bê vác những bao xi măng nặng ứ ự lên tầng, mồ hôi mù kê đầm đìa như suối. Và rồi một điều tuyệt cả là vời đã xảy ra, đó chính là thang máy ở công trường bị hỏng. Điều này chẳng khác gì là cực hình với bọn họ. Và Li Can cũng là một trong số những công nhân đen đủi phải còng lưng làm việc dưới cái nắng đỉnh điểm này. Trải qua một ngày dài vắt kiệt mồ hôi, Li Can về nhà và được phía nhà thầu chuyển lương, lương hôm nay của hắn là 140.000 won. Li Can lẩm nhẩm tính toán, nếu trừ đi phí sinh hoạt thì hắn còn khoảng 1,3 triệu won. 1,3 triệu won đó trừ đi tiền thuê căn hộ một phòng và cái này cái kia thì Li Can Chin vẫn còn đủ sống 3 tháng nữa. Li Can nằm dài xuống giường, hắn nở nụ cười bảo nếu mình làm tiếp 10 ngày nữa thì mình sẽ có đủ cho học phí học kỳ 2, cố lên tôi ơi. Li Can Chin còn đang suy nghĩ không biết có nên đánh một giấc trước khi đến câu trường làm ca nữa hay không. Thì đột nhiên điện thoại thông báo có cuộc gọi đến. Li Can Chin phiền muộn ngồi dậy, cầu nhau bảo sao mình cứ nghĩ là có người gọi. Li Can đã quá quen thuộc với những cuộc gọi không tên này, thế nên hắn vừa nhấc máy đã nói luôn một chàng rằng tôi không có bảo hiểm tôi không đi nhà thờ tôi không muốn mua điện thoại mới thế nhưng giọng nói lạnh tanh từ đầu dây bên kia lại đáp trả hơi khác với suy nghĩ của li shin ông ta nói tôi là luật sư xin su của seo inbeck đây có phải ngài li shin không li shin hoang mang không hiểu tại sao một luật sư lại liên hệ với mình hắn thấp thỏm bảo vâng đúng là tôi có việc gì vậy li shin nghĩ thầm mình chưa bao giờ được luật sư gọi cả giọng này nghe hơi giống lừa đảo nghĩ như thế khiến li shin lập tức cảnh giác người ở đầu dây bên kia lại lên tiếng bảo cậu nghĩ thế nào cũng được tôi vẫn có chuyện phải nói với cậu chúng ta có thể gặp mặt không cậu ly tôi gửi địa chỉ qua tin nhắn cậu đã nhận được chưa ly can vô thức mở sang mục tin nhắn để kiểm tra quả nhiên là có tin nhắn mới từ số lạ ly can nhìn sơ qua địa chỉ được gửi tới đó là địa điểm ở ngay giữa quận gang nam trong lúc ly can còn đang hoang mang thì người kia lại nói rằng cậu sẽ thấy hứng thú với câu chuyện này vậy tôi sẽ gặp cậu tại đó nói xong thì ông ta cũng thẳng thừng cúp máy mà không cho ly can chin trả lời trả vốn gì cả ly can sau đó vẫn quyết định đi theo địa chỉ mà người luật sư kia gửi đến hắn đứng ngơ ngác giữa phố mà vẫn luôn nghi ngờ người đó là kẻ lừa đảo. Li Chin đang nhìn quanh quất thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau, hỏi cậu là Li Chin phải không? Người đó đưa cho Li Chin một tấm danh thiếp. Ông ta nói với Li Chin rằng rất vui được gặp cậu, tôi là luật sư Shin Suho, người đã gọi điện cho cậu. Li Chin lúng túng bảo rất vui được gặp anh, hắn nhìn chằm chằm tấm danh thiếp, Li chưa từng nghe cái tên Cell InBeck bao giờ, nhưng nhìn tấm danh thiếp chất lượng thế này thì hẳn phải là một tập đoàn rất gì và này nọ. Li hắng giọng rồi hỏi Shin Suho, vậy anh có câu chuyện gì vậy? Xin Suho nghiêm túc nói tôi biết cậu có chút bối rối, nhưng chuyện này có liên quan đến cái chết của bà Kim Bok Je nên tôi muốn thông báo với cậu về di chúc của bà ấy. Li Can Chin nghe đến cái tên Kim Bok Je lại càng thấy khó hiểu hơn, hắn hỏi xin lỗi nhưng đó là ai vậy? Xin Suho khẽ nhấc mắt nói bà Kim Bok Je đã để lại cho cậu ly đây. Quyền thừa kế một tòa nhà giá 8,2 tỷ won. Li Can Chin vừa nghe tới con số 8,2 tỷ won liền thấy nhức nhức cái đầu đứng cũng không vững. Hắn hoảng loạn hỏi lại Xin Suho, 8,2 tỷ won ư? Ừ. Luật sư Xin Su chẳng có vẻ gì là sốc, còn ly can trên thì chấn động đến run cả người hắn bàng hoàng suy nghĩ rằng cái quái gì đang diễn ra vậy hắn tự dung kế thừa tài sản của một người mà bản thân còn không biết mặt bên cạnh đó lại còn là một tòa nhà trị giá 8,2 tỷ sao mặc dù là phái thèm tiền đến điên nhưng ly can Chin cũng không thể nào dám nhận số tiền đó được hắn hít sâu một hơi rồi nói với luật sư shin suho rằng tôi nghĩ anh nhầm người rồi tôi không quen ai có tên kim bốc xe cả sau khi bố mẹ tôi qua đời thì tôi mất liên lạc với tất cả họ hàng của mình tôi không trong di nguyện của ai cả tôi nghĩ anh nhầm tên tôi với ai khác nhưng chắc chắn đó không phải tôi nên làm ơn hãy tìm một ly can khác đi luật sư shin Suho nhìn chằm chằm vào ly can sau đó ông trầm giọng nói tốt tuần tuột về ly can bảo cậu là ly can chin hai tuổi khi cậu lên 17 tuổi thì bố mẹ cậu mất và cậu được chuyển đến trại mồ côi hy vọng cậu rời đi khi cậu đến tuổi thành niên và hiện tại cậu đang tạm hoãn học tại khoa tâm lý học trong năm cuối tại đại học tâm thần học seoul luật sư shin Suho khẽ đẩy gọng kính ông nhìn ly rồi nói bà kim là em của lim ông cố của cậu Li Can Chin từ kinh ngạc chuyển sang bàng hoàng nhìn Shin Suho, hắn thầm nghĩ anh ta nói vậy ở nơi công cộng ư? Luật sư Shin Suho tiếp tục nói với Li Can Chin rằng tôi xin lỗi vì đã tiết lộ thông tin cá nhân của cậu tại nơi công cộng, nhưng cậu Li là người tôi đang tìm kiếm, để biết thêm thì cậu hãy tự mình nhìn tòa nhà bằng mắt mình. Nói xong thì luật sư Shin Suho trực tiếp bảo Li Can Chin đi lên thôi. Li Can Chin nhìn theo hướng của ông ta, vừa nhìn một cái hắn liền muốn lé cả mắt. Lẽ nào tòa nhà 8,2 tỷ won đó là tòa nhà này ư? Li vẫn theo sau luật sư Shin Su vào tòa nhà, vừa đi Shin Su vừa giới thiệu rằng tầng một tòa nhà là nhà hàng, tầng hai là không gian ở. Li Kanchin nhìn một lượt tòa nhà, hắn thầm nghĩ một ngôi nhà phía trên cửa hàng thế này thì hẳn là phải có ai đó đã thuê nó rồi. Không ngờ luật sư Shin Su bảo nơi này chống nên cậu có thể dọn vào ngay bây giờ, chứng thư chuyển giao chính thức sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm. Li Kanchin bối rối bảo nó khá lâu nhỉ, à không ý tôi là tôi còn chưa xác nhận là mình sẽ nhận nó mà. Luật sư Shin Su đóng sập tài liệu lại, ông nhàn nhạt bảo nếu cậu không muốn nhận nó thì tòa nhà sẽ tự động được quyên góp cho xã hội. Bên cạnh đó, như một điều khoản của quyền thừa kế thì cậu sẽ phải điều hành nhà hàng tầng 1 trong vòng 5 năm. Li Can Chin sừng sốt bảo tôi không giỏi nấu ăn, nếu tôi làm ăn thất bát thì sao? Luật sư thản nhiên bảo không có điều khoản yêu cầu cậu làm ăn phát đạt. Li Can Chin không hiểu vì sao lại tức giận, hắn lớn tiếng nói kể cả vậy thì còn việc làm thêm của tôi và trường học thì phải thế nào? Với cả điều hành một nhà hàng cũng tốn rất nhiều tiền. Luật sư Shin Su đưa ra một bản hợp đồng, ông nói với Li Can Chin rằng nếu cậu ký tên và chấp nhận điều khoản thừa kế thì công ty tôi sẽ hỗ trợ kinh phí điều hành cửa hàng này phí sinh hoạt cũng như học phí của cậu, làm ơn hãy đọc ở đây. Ly Can Chin sau khi đọc muốn lé con mắt thì cuối cùng cũng tin rằng thứ bánh hời trong tiểu thuyết này thế mà lại là thật. Giọng của luật sư Shin Su lại vang lên, ông nói nếu cậu không tin tưởng chúng tôi thì cậu có thể góp công ích tòa nhà này. Ly Can Chin thở dài suy nghĩ, tất nhiên thứ này khả nghi và cực kỳ khó tin. Đột nhiên một họ hàng xa mà hắn còn không biết cả tên lại cho một đứa mồ côi chẳng xu dính túi như hắn thừa kế tòa nhà tại quận Gangnam với giá trị tận 8,2 tỷ won. Phải biết rằng 8,2 tỷ là con số mà Li shin hắn phải làm quần quật trong tận 150 năm, tròn hai kiếp người mới có được số tiền ấy. Li shin nghi ngờ hỏi lại luật sư Shin Su Ho, đây không phải là lừa đảo đúng không? Luật sư Shin Su Ho đinh ninh bảo không phải. Li shin lại nhìn kỹ hợp đồng, hắn nói tôi phải đọc qua hợp đồng vài lần nữa, không có điều khoản bất thường nào khác sao? Luật sư Shin Su Ho chậm rãi chỉ vào từng chỗ cụ thể cho Li shin thấy, ông nói có những điều khoản về việc điều hành của cửa hàng, nếu cậu để ý đến chúng thì không có vấn đề gì cả, ngoài những điều khoản này thì cậu có thể tự do điều hành nhà hàng. Li Can nhìn sang những điều khoản đó, càng đọc hắn càng cảm thấy kỳ lạ, điều khoản quái gì mà bắt hắn phải mở cửa nhà hàng từ 11 giờ chưa đến 1 giờ sáng, nghỉ mỗi chủ nhật, không đuổi người không có tiền và phải chấp nhận mọi giá tiền mà khách hàng trả. Li Can cảm thấy cạn lời, thầm nghĩ họ muốn mình điều hành cửa hàng theo những điều khoản này ư? Luật sư Shin Suho quay sang hỏi Li Can cậu đã quyết định chưa? Li Can căng thẳng miết chặt góc hợp đồng. Hắn nuốt nước bọt, sau đó quyết tâm nói với luật sư Shin Suho rằng tôi đồng ý. Luật sư Shin Suho mở ra trang cuối cùng của hợp đồng rồi bảo Li Kanchin hãy ký vào đây và bắt đầu công việc vào ngày mai. Li Kanchin vừa đặt bút ký vừa lo lắng, hắn tự trấn an mình rằng không thể là lừa đảo nếu có hợp đồng đàng hoàng như này được. Nhưng nếu là lừa đảo thì hắn phải làm sao đây nhỉ? Li Kanchin nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng chẳng còn gì để mất nên quyết định ký dệt một cái lên bản hợp đồng. Sau khi Li Kanchin ký xong, luật sư Shin Suho nghiêm giọng nhắc nhở hắn rằng cậu Li Kanchin, cậu phải để ý đến giờ hoạt động như hợp đồng đã ký. Nếu cậu phá lệ ba lần thì cậu sẽ mất quyền thừa kế. Trước khi rời đi, luật sư Shin Suho còn nói chúng tôi sẽ theo dõi cậu. Li Can Chin cứ thế hoang mang tạm biệt luật sư Shin Suho. Đợi đến khi ông ta đi rồi, hắn mới dám quay lại nhìn một lượt tòa nhà lần nữa. Li Can Chin tự hỏi nơi này sẽ là nhà của mình trong 5 năm tới sao? Li Can Chin xuống nhà hàng dưới tầng 1 để kiểm tra, hắn phát hiện ra nguyên liệu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Điều này khiến Li Can Chin không khỏi nghĩ rằng hôm qua họ cũng mở cửa nhà hàng này. Li Can Chin nói mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng trừ hắn ra, bởi vì dù đã 28 mùa xuân nhưng Li Can Chin không biết nấu ăn. Li Xin lo lắng thở dài, hắn cũng không thể bán mì ăn liền và trứng ốp la cho khách được. Đúng vào lúc nào, vài tiếng lạch cạch vang lên, đột nhiên trước mặt Li Canchin rơi xuống một quyển sách. Nhìn bìa cuốn sách cũ kỹ như thế thì hẳn nó phải có từ lâu lắm rồi. Mặc dù không biết cuốn sách rơi từ đâu nhưng Li Xin vẫn nhặt lên xem, hắn hoài nghi bảo có phải đây là công thức nấu ăn chủ cũ hay dùng không nhỉ, có rất nhiều công thức khác nhau. Nào là cơm rang hành, nào là thịt lợn xào tỏi, nào là cơm rang thịt lợn, đọc vài món mà bụng của Li sôi hết cả lên. Hắn lung tung nói chắc là mình phải tập thử mấy cái. Li Can Chin lại cố gắng đọc lại công thức của món kim chi thịt lợn. Thế nhưng không hiểu sao hắn thấy đầu cứ váng cả lên, chứ cứ như nhảy khỏi giấy vậy. Li Can Chin lại đổi sang muốn thử làm lợn xào tỏi. Li Can Chin càng nhìn càng thấy lâng lâng. Mấy chữ lợn xào tỏi như thể nhập vào người của Li Can Chin. Ngay sau đó, Ly Can Chin bắt tay vào bếp nấu nướng, trước tiên là tẩm thịt lợn bằng muối và hạt tiêu. Sau khi cho dầu vào chảo, thì bỏ vài tép tỏi vào xào trước. Khi có mùi thơm của tỏi thì thêm thịt đã nêm vào và xào tiếp cuối cùng là thêm chanh vào sốt và xào tất cả cùng nhau và thế là lợn xào tỏi cùng vị chanh thanh mát đã hoàn thành li can chi nấu xong rồi tự mình kinh ngạc nhìn thành phẩm trước mặt hắn bảo nó trông ngon hơn mình tưởng không thể tin mình nấu được nó mà chỉ cần nhìn qua công thức đúng một lần lẽ nào mình có tài nấu nướng chăng tay cầm chảo của li can chin hồi hộp đến nổi run run hắn thầm nghĩ không thể nào có tài như vậy được hắn đã làm hỏng rất nhiều món ăn khi sống một mình hơn nữa tay hắn di chuyển giống như đã biết nấu món này từ lâu li can chin gắp một miếng thịt lợn lên trông thì ổn mà không biết vị như nào Li Can Chin vừa nếm thử miếng thịt lợn. Tâm trạng hắn ngay lập tức thăng hoa, bởi vì món thịt này cực kỳ cực kỳ ngon. Li Can Chin nhìn đĩa thịt lợn xào tỏi mà hoang mang, hắn lẩm nhẩm bảo mình chỉ làm theo công thức mà sao nó ngon quá vậy. Li Can Chin tự tin hào hứng nói với công thức này thì không phải lo khi mở cửa nhà hàng vào ngày mai nữa rồi. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng chuông mở cửa. Li Chin vô thức bảo xin lỗi, chúng tôi chưa mở cửa. Tuy nhiên khi hắn nhìn lên đồng hồ, thời gian không biết từ khi nào đã đến 11 giờ trưa. Li vội vàng đeo tạp dề vào, hốt hoảng bảo ý tôi là chúng tôi mở cửa rồi, Li Kanchin lấy lại quyết tâm trai trẻ, hắn hít sâu vào một hơi rồi tự nhủ rằng hãy chào đón khách hàng đầu tiên thôi. Ngay sau đó, một vị khách thực sự vào cửa hàng của Li Kanchin. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy khách vào thì hai tròng mắt của Li Kanchin cũng như muốn rớt ra ngoài, bởi vì khách hàng vừa vào trong là một cô nàng với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không hiểu thế nào lại mặc hanbok đi ăn trưa. Li Kanchin có hơi kinh ngạc nhưng vẫn kịp thu hồi lại biểu cảm của mình, hắn hỏi cô gái chỉ có mỗi mình quý khách thôi ạ. À? Cô gái mặc hanbok nhìn chằm chằm vào Li sau đó cô ấy nhàn nhạt nói với Li Can Chin rằng anh mang cho ta ít chai soju. Li Can Chin hoang mang nhìn cô gái. Cô ấy nhíu mày bảo anh không nghe thấy hả? À? Mang cho ta rượu soju. Li Can Chin mím môi nhìn cô gái mặc hanbok kia, hắn thầm nghĩ mặc kệ mình nhìn ra sao thì cô ấy cũng giống học sinh trung học, vậy mà lại tự tin gọi rượu soju ư, thật ra cô ấy bao tuổi thế, cách nói chuyện cứ giống như từ thời Chô Sơn ấy. Li Can Chin không khỏi nhớ đến lúc hắn mới vào nghề làm bán thời gian, ngày bận rộn nhất chính là tối thứ sáu lúc đó hắn đã đưa một món đồ uống tới bàn nào đó mà không kiểm tra thẻ công dân có lẽ vì giá đồ ăn mà mấy thanh niên ấy đã báo với cảnh sát và sau đó thì ly can chin cũng bị cho nghỉ trong một tháng ly can chin mím chặt môi hắn thầm nghĩ bây giờ bố mày là part tham chuyên nghiệp rồi nhé bố mày sẽ không bao giờ dính vào trò mèo giống thế lần thứ hai đâu thế là ly can chin vội vàng chạy tới bàn của cô gái rồi tươi cười bảo em xin lỗi nhưng em có thể kiểm tra chứng minh thư của chị không ạ à? hoặc chị có thể dùng bằng lái hay hộ chiếu của mình cũng được ạ à? li can chin chắc mẩm rằng khách hàng sẽ không giận và sâu ngay chứng minh thư ra bởi vì hắn đã dùng giọng ở tông nốt son cực kỳ trong trẻo rồi không ngờ cô gái mặc han bốc nhíu mày rồi bảo ta không có thứ đó li can chin sắp méo mặt đến nơi hắn cố tươi cười bảo tôi xin lỗi nếu chúng tôi không thể kiểm tra số chứng minh thư của cô thì chúng tôi không thể đưa cô đồ uống có cồn dù cho cô có trả tiền bọn tôi đấy ạ cô gái nghe thế thì nhất miệng bảo cậu không cần phải lo về chuyện đó đâu bởi vì ta cũng không có tiền nên là cứ mang ít sochu lên đây đi dáng vẻ dương dương tự đắc đó khiến ly can chi nghi ngờ nhân sinh hắn ôm đầu tự hỏi cái quần què gì đang diễn ra thế rồi thật sự cái dạng người mình chưa từng gặp trước giờ này là gì vậy cô gái nhìn biểu cảm hoang mang cực độ của ly can thì thở ra một hơi sau đó cô ấy hỏi ly can chin cậu hình như không biết nhiều về nơi này nhỉ đột nhiên lời nói của cô gái khiến ly can chin nhớ đến quy định trong hợp đồng đó là không được đá khách không có tiền ra ngoài hơn nữa luật sư shin suho cũng đã bảo rằng ông ta sẽ để mắt đến hắn trong quá trình vận hành nhà hàng ly can nuốt ực nước bọt đầy căng thẳng hắn nghĩ thầm chắc chắn luật sư Shin Suho đang theo dõi hắn qua CCTV ở nhà hàng này. Li Can Chin càng nghĩ càng thấy hợp lý, hợp đồng trị giá 8,2 tỷ won nên chắc là phải có một cái CCTV đặt ở đây. Mãi không thấy Li Can Chin trả lời trả vốn gì nên cô gái tức giận lớn tiếng bảo cậu kia, ta không biết cậu đang nghĩ cái gì nhưng cậu có thể đem đồ uống cho ta chưa đây. Li Can Chin vội vàng bảo cô gái à, thịt heo xào tỏi thay rượu được không? Đây là lần đầu tiên tôi làm nhưng rất ngon lắm. Cô gái thở ra một hơi, sau đó nhíu mày bảo cậu trai trẻ này thật sự không biết cách nói chuyện rồi. Li Can Chin không quan tâm tới cô gái mà xoay người vào trong, hắn nói tôi sẽ đưa món cho cô đánh giá nên cô không cần trả công tôi đâu. Cô gái trong lúc đuổi theo Li Can Chin thì đột nhiên nhìn thấy gì đó. Ngay bên cạnh cô chính là cả một tủ đồ uống và đương nhiên là còn có cả soju. Li Can Chin sau một hồi hì hục trên bếp thì cuối cùng cũng nấu xong, hắn hồ hởi mang ra bảo đồ ăn đây, xin lỗi vì cơ hơi trễ, tôi đang làm cơm cháy tỏi thêm. Thế nhưng hắn vừa ra đến bên ngoài đã đụng phải một chai rượu lăn long lốc dưới sàn, Li Can Chin lập tức cảm thấy có điểm. Quả nhiên ở bên ngoài, cô gái mặc hanbok đã nốc không biết bao nhiêu là rượu sochu ly can chin tá hỏa la lên cái cô này sao cô có thể lấy chúng ra rồi muốn uống thì uống vậy chứ còn có sao cô có thể uống nhiều thế này hả lớn chuyện rồi nếu tôi bị báo cảnh sát thì tiêu tùng mất ly can chin khóc dòng trong lòng. hắn sợ là lịch sự lặp lại hắn sẽ bị nghỉ việc hai tháng ngay ngày đầu tiên đi làm như xưa mất ly can chin rốt cục cũng nghĩ được cách để xoay chuyển tình thế hắn phải đem cô gái này về nhà trước khi cô ấy báo cảnh sát ắt mình thế nên ly can chin tức tối tới hỏi cô nàng học sinh này em sống ở đâu Cô gái nghe hỏi sống ở đâu thì ngẩn ra nhìn Li Canchin. Li Canchin vẫn đang chờ câu trả lời. Không ngờ cô gái ấy lại đáp rằng ta sống ở Champan Gia Trang ở đào thôn Trân Chu. Li Canchin nghe tới hai chữ đào thôn thì ngưng ngác. Hắn bất lực bảo sao em lại hỏi thế chứ, đúng vào lúc này thì lại có thêm một vị khách mới. Li Canchin lập tức cảm thấy tới số rồi, hắn thầm nghĩ sao khách lại đến vào lúc như này chứ. Vị khách mới lần này là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, ông ta thấy Can Canchin thì hớn hở nói xin chào, rất vui được gặp cậu, tôi là Kanduchi từ tài chính GS vì chủ của nhà hàng này đã đổi nên tôi đến đây để chào hỏi và chia sẻ tài khoản với cậu. Li Chin ngạc nhiên ngập ngừng bảo tài chính chết ư, tôi chưa từng nghe trước đây. Người đàn ông tên Kanduchi thấy cô gái mặc hanbok thì quen thuộc chào hỏi, cô Nuko ở đây à, cô gái kia dường như cũng có quen biết người này. Li Chin hoang mang bảo cô ấy nhìn như học sinh trung học. Kanduchi nghe thế thì cười to, anh ta bảo cô ấy trông thì trẻ nhưng lớn tuổi rồi, Li Chin thở phào một hơi. Hắn cũng vui vẻ bảo thật nhẹ nhõm, tôi đã lo là mình có thể bị cho nghỉ việc vì tưởng cô ấy là trẻ vị thành niên ấy. Kanduchi ngạc nhiên hỏi Li Canchin: Tôi không thể tin được là cậu không biết cô ấy đấy. Cậu chưa nhận được bàn giao gì sao? Nhắc tới bàn giao khiến thêm phần ngơ ngác. Canucci thấy vẻ mặt này của Li Canchin thì có hơi lúng túng. Anh ta ngập ngừng bảo có lẽ tôi đến đây vội quá rồi. Canucci đưa cho Li Canchin tấm danh thiếp. Anh ta bảo tôi sẽ sớm quay lại và nhận sự chấp thuận chắc chắn của cậu. Đột nhiên anh ta nắm lấy tay Li Canchin rồi bảo tôi sẽ nói cậu một chuyện trước. Đó là đừng bao giờ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Li Canchin không hiểu lời mà Canucci vừa nói có nghĩa là gì. Ganduchi cũng không có ý định tiếp tục nói về chuyện này, anh ta quay sang bảo cô nu, giờ ta đi thôi nào, những khách hàng khác không thể vào trong vì cô đấy. Cô gái hừ lạnh bảo đó là tại ta sao, vì họ quá yếu thôi. Sau khi được Ganduchi dỗ vài câu thì cô gái cũng quyết định rời nhà hàng. Ganduchi tươi cười nói với Lycanchin, chúng tôi rời đi đây, chúc cậu hôm nay kinh doanh may mắn nhé. Lycanchin cười cười bảo dù cho hôm nay tôi có muốn làm việc chăm chỉ thì cũng không có khách hàng nào mà Kanduchi nghe thế thì mỉm cười nói với Li rằng cậu không cần lo đâu, mùi thơm đến nỗi cả một thành phố thức tỉnh vì nó cơ mà, họ sẽ tìm thấy hương thơm và đến đây thôi. Canucci ngẫm nghĩ rồi nói hình như người chủ chức rất giỏi nấu ăn phải không? Kanduchi gật đầu bảo đúng vậy, trong lĩnh vực kinh doanh thì bà ấy là số một đấy. Kanduchi tò mò hỏi bà ấy là người như thế nào? Kanduchi mỉm cười nói bà ấy là một người tốt, như thể thiên đường với chúng tôi vậy. Bà ấy là kiểu người như thế đấy. Kanduchi dìu cô gái ra khỏi cửa hàng, trước khi đi còn nói với Li Chin rằng tôi sẽ dùng ít thạch kiều mạch và thịt lục vào ngày mai. Lập kèo ngay chuyến thăm đầu tiên của mình thì thật thô lỗ, tôi đang nghĩ đến chuyện dùng bữa tối công ty với nhân viên vào ngày mai đấy. Li Chin nghe đến có một bữa tiệc tại cửa hàng thì lập tức phấn chấn. Kanduchi bảo sẽ đến vào 11 giờ tối ngày mai. Sau khi Li Chin tiễn Kanduchi, hắn vừa ngẩng đầu lên thì đã lại chẳng còn thấy ai nữa. Li Chin không khỏi cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ sao họ lại có thể đi nhanh thế nhỉ? Suốt hai canh giờ sau đó chẳng có một vị khách nào ghé vào cửa hàng cả, Li Kanchin chán nản đến sắp mọc mốc. Hôm nay là tối thứ sáu và lúc này là 12 giờ đêm, lẽ ra đây phải là thời điểm những cửa hàng đông khách nhất thế nhưng thế quái nào mà cửa hàng của ly can chin lại chẳng có lấy một vị khách nào cả vắng còn hơn cả chùa bà đanh ly can chin thở dài lẽ nào là vì tiệm cũ nên ế chồng đích sao đúng vào lúc này thì lại có một nhóm khách vào cửa hàng bọn họ bởi vì mùi tỏi đặc biệt bên trong hấp dẫn nhìn vẻ ngoài thì cả ba đều là kiểu phụ nữ cá tính cô gái đi đầu nói với ly can chin là chúng tôi muốn ba món từ tỏi ly can chin thấy khách thì hơn thấy vàng hắn háo hức nói hoan nghênh quý khách mời ngồi tôi sẽ mang món lên cho mọi người ngay Li Can Chin lập tức vào bếp làm những món từ tỏi siêu thơm ngon. Khi hắn đang xào nấu thì một trong ba cô gái hỏi Li Can Chin, tiệm đổi chủ rồi à? Li Can Chin cũng vui vẻ bảo tôi đảm nhận nhà hàng này từ hôm nay. Cô gái nghe thế thì cười một cách quỷ dị, bảo tôi hiểu rồi, từ giờ cậu sẽ có khoảng thời gian khó khăn đấy, chắc có nhiều bất ngờ lắm. Li Can Chin cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ lời này có nghĩa là sao? Dạo gần đây nói chuyện kiểu ý vị như thế là chen à? Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng chấn an bản thân nên làm quen với việc này. Li Can Chin quay sang hỏi cô gái, sao lại có nhiều bất ngờ thế ạ? À? cả ba cô gái mỉm cười nói với Li Can Chin rằng những người đến đây đều không phải người bình thường. Li Can Chin đang xào nấu mà cứng đờ người. Hắn cố nặn ra nụ cười thân thiện hỏi lại bọn họ, các cô nói khách vào nhà hàng đều không phải người thường, vậy họ là ma được sao? Không ngờ Li Can Chin vừa dứt lời, cả ba cô gái liền nở nụ cười quái dị trông vô cùng ghê rợn. Li Can Chin nhìn thấy vẻ mặt của ba người bọn họ thì lạnh cả sống lưng, hắn thầm nghĩ đừng có nói với tôi là ma thật nhá. Ba cô gái thấy biểu cảm của Li Can Chin thì phá lên cười, Li Can Chin lập tức hiểu ra bản thân vừa bị trêu chọc. Một trong số cô gái lấy ra hai chai sochu, nhìn bọn họ cũng hơn tuổi vị thành niên nên Ly Can Chin đương nhiên không hỏi thêm gì nhiều. Sau đó Ly Can Chin cũng hoàn thành xong các món ăn, dù trò đùa của ba cô gái thật sự khiến hắn nổi cả da gà da vịt. Thế nhưng có vẻ họ là những khách hàng hoạt bát và vui tính. Ly Can Chin vừa đưa các món ăn ra, cả ba cô gái đều nhìn đến sáng cả mắt. Bọn họ vừa ăn vừa tấm tắc khen. Mỗi người đều nói rằng món tỏi rất ngon. Vẻ mặt khi ăn cồn cực kỳ hưởng thụ. Chỉ chưa đầy 20 phút sau, ba món tỏi mà Ly Can Chin nấu đã được bọn họ chén sạch sẽ cả ba ăn xong thì đứng dậy muốn rời đi ly can chin vội vàng chạy ra bảo để tôi giúp các cô tính tiền nhé ba cô gái nhìn ly can chin như một thằng ngốc rồi nói chúng tôi không có tiền ly can chin nghe xong liền méo sạch mặt ba cô gái không quan tâm đến biểu cảm của ly can chin mà kéo nhau rời đi gần một giờ sáng rồi nên bọn họ không muốn ở đây thêm ly can chin tức tối đuổi theo bảo các cô phải trả tiền ăn ở đây đã chứ cô gái tóc nâu liếc nhìn ly can chin rồi hỏi cậu cần tiền à ly can chin thở dài bảo ý tôi là tôi kinh doanh để kiếm tiền mà nên cần tiền là tất nhiên rồi cô gái kia đột nhiên bảo được rồi sau đó cô ta niệm một loạt công thức toán gì đó mà không ai hiểu sau đó cô ta nhếch miệng bảo ly can chin viết lại trước đi anh có lẽ là không biết hà ly can chin trố mắt không nói nên lời chưa đợi hắn hết kinh ngạc cô gái đó còn kề sát vào tay hắn thầm thì bảo rằng đừng tin vào mọi thứ anh thấy nhé ly can chin hoang mang tột độ hắn đang muốn hỏi lại cụ thể thế nhưng ly can chin vừa ngẩng đầu lên thì cả ba đều đã biến mất tăm mất dạng ly can chin tức điên người gào lên các cô nên trả tiền trước khi đi chứ sáng ngày hôm sau Li Kanchin lại tiếp tục công cuộc vận hành nhà hàng, bởi vì tình hình kinh doanh ế ẩm nên hắn nhớ đến lúc ký hợp đồng. Luật sư Shin Su-ho đã bảo rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu làm theo chỉ dẫn. Li Xin hào hứng lau bếp, hắn tự nhủ hôm qua mình thậm chí còn chẳng kiếm nổi một đồng, hôm nay mọi thứ chắc chắn sẽ khách, mình quyết tâm rồi. Li Xin lật cuốn công thức ra, hắn sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị thức ăn thôi nào. Li Kanchin nghiên cứu từng trang công thức, vì hắn phải nấu và tự phục vụ nên hắn cần thức ăn được chuẩn bị sẵn và dễ dàng phục vụ. Li Xin ngẫm nghĩ rồi bảo hôm nay có kim chi hấp, cơm rang kim chi, kim chi xào thịt heo cay, thế này hẳn là đủ rồi. tuy nhiên, li Chin luôn có gì đó rất lạ. những chữ viết này giống như có điều gì ẩn chứa bên trong. mỗi lần hắn đọc lại có cảm giác những chữ viết này nhập vào người mình, giống như lúc này vậy. hắn cảm thấy những chữ trong cuốn công thức như đang bay lên và vây lấy mình vậy. li Chin nhìn quanh quất, không lẽ hắn làm việc nhiều quá nên bị ảo giác sao? nhưng hắn vẫn đọc được mấy cái khác bình thường, chỉ là mỗi lần đọc cuốn công thức này lại gặp mấy chuyện kỳ lạ. li Chin càng nghĩ càng nhíu chặt chân mày. hắn thầm nghĩ có thứ gì đó trong quyển tập này ư? Ừ đột nhiên ngay sau đó ánh mắt của ly can chin lóe lên thứ ánh sáng màu đỏ trong tầm thức cũng bỗng chốc hiện lên từng bước nấu các món ăn trong cuốn công thức tay của hắn cũng giống như bị thứ gì đó điều khiển từ một đứa nấu món gì cũng dở thế mà bây giờ ly can chin lại cắt hành như phi hành gia cắt thịt còn hơn cả bà bán thịt ngoài chợ bà triều ly can chin vừa làm vừa kinh ngạc hắn biết có gì đó quái lạ lắm mà món duy nhất hắn có thể làm được là trứng chiên không lý nào lại nấu điều luyện thế này được ly can chin vừa đảo chảo như phi phai vừa nhìn sang cuốn công thức của cô kim huyền bí kia thầm nghĩ lẽ nào là do nó sao Li Xin không chắc lắm, thế nên hắn muốn thử làm món khó ơn theo công thức trong sách. Li Can Xin tìm đến một món ăn tên là miến hoa chuông hoàng gia, hắn nhủ thầm món này có vẻ khó đây, mình chưa nghe qua bao giờ cả, vì nó là miến trộn nên chắc sẽ làm cực lắm đây. Li Can Xin thầm nghĩ chỉ nghe qua tên thì sẽ không thể biết cách nấu được, nếu hắn có thể làm món này chỉ bằng cách đọc công thức thì hẳn là do cuốn sách đó rồi. Ngay sau đó, chỉ trong vòng chưa đến 10 giây, ánh mắt của Li lại lóe lên thứ ánh sáng đỏ kỳ dị. Và chưa đầy 10 phút sau, món miến hoa chuông hoàng gia mà hắn chỉ mới nghe tên đã được ly can tự tay nấu nướng ra lò ngon lành cành đào ly can sốt đến há hốc mồm hắn bụng chặt miệng lại rồi thầm nghĩ oh my god làm được thật kìa mình có thể nấu nó chỉ bằng cách đọc công thức trong quyển tập ly can ăn thử món miến đó làm ra thì ổn rồi nhưng nó phải ngon mới bán được ly can không khỏi lăn tăn liệu nó có ngon không đây ly can chỉ vừa ăn một đũa đầu tiên hương vị này lại khiến hắn nhớ đến ký ức xưa cũ đó là những ký ức vào ngày ly can chin còn có mẹ mẹ hắn cũng đã từng nấu món miến trộn vào khi đó Li Canchin đã nói rằng món miến trộn của mẹ là tuyệt nhất. Mẹ Li Canchin đã rất vui vì Li Canchin thích món miến trộn đó. Li Canchin chỉ ăn một đũa đã thấy cảm xúc dâng trào. Hắn nghĩ rằng công thức món miến trộn này không giống công thức mà mẹ nấu cho hắn, nhưng sau khi ăn thì Li Canchin đã chắc chắn rằng đây là vị giống hệt như lần đó. Li Canchin kìm lại xúc động rồi đặt đĩa miến trộn xuống. Hắn tự vỗ vỗ vào mặt để bản thân tỉnh táo lại, bây giờ không phải là lúc cho hắn xúc động. Li Canchin nhìn cuốn công thức rồi tự hỏi rốt cuộc cô Kim Bokje là ai, cô ấy làm ra công thức này như thế nào vậy chứ? Li Can nghĩ lại những chuyện kỳ quặc xảy ra kể từ khi hắn đến đây, đầu tiên là quyển ghi chú công thức làm người ta giỏi nấu ăn hơn chỉ bằng cách đọc nó. Thứ hai là những khách hàng đến đây ăn đều chẳng có tiền. Hơn nữa bọn họ đều nói với Li Can những thứ kỳ lạ. Họ nói hắn đừng tin bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy, thậm chí lại còn có một luật sư tên Shin Suho luôn quan sát xem hắn có làm tốt không. Li Can không khỏi suy nghĩ, hắn lẩm nhẩm bảo đến thời điểm này, mình không biết liệu quyển ghi chép của cô Kim Bokje có là một sự may mắn xảy ra với mình hay không vào lúc Li shin đang suy tư thì đột nhiên có người vào trong cửa hàng, đó là một thanh niên da ngăm tràn đầy sức sống mang theo một rổ bắp cải xanh mướt. Nhìn thấy Li shin anh ta hào hứng bảo vậy ra cậu là chủ mới, anh ấy nói cậu trông được lắm, nhưng có vẻ cậu ổn hơn tôi nghĩ đó. Li shin ngơ ngác hỏi anh là ai vậy và anh ấy mà anh nhắc tới là ai cơ chứ? Thanh niên cười tuyết miệng bảo tôi là Shin Su-jon. tôi cung cấp nguyên liệu nấu ăn, anh ta chỉ vào người bên cạnh bảo đây là Shin su Anh bạn này phân phối rượu, chúng tôi là em trai của luật sư Shin mà cậu gặp trước đó. Shin su nhìn sơ qua tủ để dựa rồi bảo tôi đoán là hôm qua không có nhiều khách nghỉ li can kinh ngạc hỏi chỉ cần nhìn là anh biết được à Shin su vui vẻ nói rằng tôi vẫn luôn làm việc lấp đầy tủ lạnh thế nên chỉ cần nhìn một cái là biết ngay đối với chúng tôi thì cô kin bốc re như một người mẹ và nhà hàng này cũng giống như nhà của chúng tôi vậy nói rồi anh ta đột nhiên lao tới siết chặt lấy tay li can chin rồi dặn dò rằng xin hãy bảo vệ tốt nhà hàng này nếu cậu cần gì thì cứ gọi chúng tôi li can chin bị dọa cho hú hồn một phen còn Shin su thì cười ha hả cậu ta vui vẻ bảo nghe cậu nói vậy tôi yên tâm hơn rồi Hôm qua buôn bán được không? Li Canchin chán nản bảo chả có gì đặc biệt cả, ngoại trừ việc khách đến ăn mà không có tiền. Li Canchin nhíu mày hỏi Shin Soo nhân tiện nên tôi hỏi luôn, đây là nhà hàng miễn phí à? Làm sao mà kinh doanh trong khi nhà hàng lỗ vốn như vậy chứ? Shin Suzon chỉ cười cười rồi bảo mặc dù bây giờ nó có vẻ như bị lỗ vốn nhưng nó là một sự đầu tư trong kinh doanh và tiền lãi sẽ đến tay chủ nhà hàng sớm thôi. Nếu cậu ngủ thì cậu sẽ được đền bù mọi thứ nên đừng lo về vụ đó. Vẻ mặt của Shin Suzon khá dọa người nên Li đột nhiên dán ngang, hắn không dám hỏi thêm về chuyện tiền nong nữa. Li hoang mang suy nghĩ đã ngủ rồi thì còn làm gì được nữa chứ. Li Can Chin đột nhiên nhớ ra gì đó rồi hỏi Shin Suzon, anh có biết tài chính chế không, dù tôi có tìm kiếm như thế nào thì cũng không có kết quả. Shin Suzon bảo rằng chúng tôi cũng làm ăn ở đó, nhưng đó là nơi chỉ những người biết nó mới biết thôi, nó kiểu như là một công ty tài chính bên thứ ba. Li Can Chin nghe thế thì khó hiểu, hắn hỏi sao anh lại làm ăn với loại công ty như vậy, nếu nó phá sản thì sao. Shin Suzon mỉm cười bảo đừng lo, dù cho cả thế giới có phá sản đi nữa thì tài chính chế cũng sẽ không bao giờ phá sản đâu hai anh em nhà xin bọn họ còn phá lên cười bảo nếu mà cả thế giới sụp đổ thì cũng lớn chuyện đó li can chin càng nghe càng tái mặt sao hắn cảm thấy cứ mỗi lúc lại có thêm nhiều điều nghi hoặc nói chi đến việc giải đáp chúng hai anh em bọn họ nói đôi ba câu rồi chào tạm biệt li can chin trước khi đi xin su john có nói rằng tôi nhớ luôn được nhìn thấy mẹ khi bà còn ở đây đi gặp bà thôi nào lời này của anh ta khiến li can chin chú ý đến thế nhưng li can chin cũng không quá để tâm hắn lẩm nhẩm bảo mình đoán là họ sẽ viếng thăm mộ của bà kim bốc mình sẽ hỏi xem chỗ đó ở đâu và sẽ đến thăm vào ngày nào đó vậy và rồi mãi đến lúc này Li Can Chin mới nhận ra một điều, chính là mấy người đó chẳng ai thực sự trả lời câu hỏi nào của hắn cả, hỏi như thế thì có bằng thừa không cơ chứ. Cho đến tận đêm muộn thì cửa hàng của Li Can Chin vẫn chưa có thêm một vị khách nào cả, hắn chán nản tự nhủ bảo rằng bất kể có bao nhiêu nguyên liệu thức ăn được đưa miễn phí và bao nhiêu chi phí, sinh hoạt cùng học phí họ đã đưa mình thì tốt hơn là mình nên chuẩn bị khoản tiền khẩn cấp phòng khi mình bị đá đi thôi. Li Can Chin đã lén lút mở cửa hàng sớm hơn một chút, thay vì 11 giờ sáng thì hắn lại mở lúc 10 giờ 10 phút và hắn còn làm một thực đơn mới thay vì những món có sẵn trong cuốn công thức của bà Kim. Tuy nhiên cho dù là vậy thì cửa hàng vẫn vắng như chùa bà Đanh, chẳng có ma nào ghé thăm cả. Ly Can Chi muốn điên cả đầu, nhà hàng kế bên thì đông nghịch khách, sao trong tiệm của hắn thì chỉ có mỗi rồi mỗi bay tới bay lui thế không biết. Ly Can Chi lại lôi ra một đống nguyên liệu rồi bắt tay vào làm món gì đó để thu hút khách hàng bằng mùi hương, hắn tin rằng mùi thơm hấp dẫn của thức ăn bằng cách nào đó sẽ có hiệu quả. Ly Can Chi hì hục nấu nướng mà không để ý rằng thời gian đã sắp trôi qua một tiếng đồng hồ. Đúng vào lúc 11 giờ, cũng chính là giờ bắt buộc mở quán ghi trên hợp đồng. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Li Can Chin hào hứng nghĩ rốt cuộc cũng có khách. Hắn nhòi người ra và nhìn thấy vị khách đầu tiên trong ngày lại là một cậu nhóc. Li Can Chin thầm nghĩ thằng bé này đi một mình vào giờ này sao, cha mẹ nó đâu rồi nhỉ? Cậu bé chỉ tay vào menu rồi bảo anh ơi em muốn gọi ít cơm thịt heo ạ. À? Ly Li Can Chin bối rối hỏi nhóc này, em đến đây một mình à? Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Li Can Chin cũng không biết phải hỏi thêm gì, thế nên hắn vào bếp và làm cơm thịt heo theo yêu cầu của cậu bé. Chưa đầy 10 phút sau, cơm thịt heo và trứng cuộn miễn phí ngon lành cành đào đã được ly can chin hoàn thành hắn mang lên cho cậu bé rồi mỉm cười bảo cơm thịt heo của em đây nếu em cần thêm những món ăn kèm thì chắc chắn phải nói với anh nhé cậu bé nhanh chóng cầm muỗng lên sau đó ăn toàn bộ thức ăn một cách đầy ngon miệng ly can chin nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu bé thì cũng thấy vui lấy hắn lẩm nhẩm bảo mình nghĩ thằng bé thật sự rất đói nó ăn trông ngon thật bởi vì tâm trạng tốt nên ly can chin lại làm thêm một đĩa thịt miễn phí nữa cho cậu bé hắn mang ra rồi bảo anh thêm nhiều thịt nên em ăn từ từ nhé cậu bé có vẻ trầm mặc trước lời này của li can li can không nhận ra biểu cảm của cậu bé thay đổi hắn kéo ghế ra ngồi đối diện rồi vui vẻ nói em ăn ngon miệng quá anh nghĩ em thích thịt heo xào cay nhỉ món ăn kèm thêm yêu thích của anh là thịt heo xào cay đấy nếu anh ăn nó với cơm chiên của mẹ anh thì là ăn cả một bát cơm luôn cậu bé vẫn im lặng ăn cơm thế nhưng nghe những gì li can chin vừa nói cậu bé lại yên lặng nhìn miếng thịt mà không ăn ngay li can không để ý gì mà vẫn vui vẻ bảo anh ước gì mình có thể ăn như thế cả ngày đột nhiên lúc này cậu bé mới lên tiếng cậu bé nói với ly can chin rằng anh biết không món anh đã làm có vị như những món mẹ em đã nấu em thật sự nghĩ mình có thể ăn nó cả ngày đấy nói rồi cậu bé lại tiếp tục ăn thế nhưng vừa ăn nước mắt lại trực trào ra ly can chin lập tức hoảng hốt nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu bé nhỏ tong tong xuống bàn hắn cung quyết đứng dậy mà không biết phải làm gì cậu bé lúc này giống như không thể kìm được nữa mà khóc nức nở trong cửa hàng của ly can chin ly can chin bối rối hỏi sao em lại khóc cậu bé nghẹn ngào bảo em nhớ mẹ em Li Can cũng bị cảm xúc này của cậu bé làm cho xúc động, hắn cũng nhớ mẹ nhưng lại không còn là một đứa trẻ để khóc to như thế nữa. Li Can Chin nuốt tâm tình của mình xuống rồi nhỏ nhẹ an ủi cậu bé, hắn nói anh trai lớn này sẽ luôn ở đây mà, em có thể đến đây mỗi khi em muốn ăn. Cậu bé nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy. Cậu bé trèo xuống ghế và nói rằng không đâu, em phải đi gặp mẹ em, Li Can ngạc nhiên hỏi bà ấy ở đâu. Cậu bé không đáp lời mà chỉ nói cảm ơn anh. Giờ em biết mình sẽ phải ở đâu rồi. Ngay sau đó, đột nhiên cả cơ thể cậu bé phát sáng rồi biến thành những luồng ảo diệu và rồi biến mất ngay trước mặt Li Ly Li Chin bị thứ ánh sáng đó làm cho chói mắt. đến khi ánh sáng đó tan đi, trong không trung lại xuất hiện một tờ hóa đơn bay lơ lửng. Li Chin vẫn chưa chú ý đến tờ hóa đơn đó, hắn vẫn còn đang bàng hoàng vì thằng bé biến mất ngay trước mắt mình. mãi đến khi tờ hóa đơn đập thẳng vào mặt Li Chin thì hắn mới nhận ra. Li Chin vừa nhìn con số trên tờ hóa đơn đã muốn tè cả ra quần. đây hẳn là một triệu won ấy. Li Chin kinh hãi thốt lên. hóa đơn một triệu won đột nhiên từ trên trời rơi xuống á. chuyện ma quỷ vớ vẩn gì đang diễn ra ở đây thế? bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau ly can chin ông ta nói rằng không đâu nói chính xác thì chuyện khiến các vong linh vui vẻ đang diễn ra đó chứ ly can chin sửng sốt nhìn lại thì thấy nơi đó luật sư shin Ho đang ngồi hắn kinh ngạc hỏi chú shin Ho, ông đến đây khi nào thế nhưng chuyện đó không quan trọng ý ông vong linh là sao chuyện vô lý đó là sao vậy hả luật sư shin Ho nhàn nhạt, nhạt bảo không phải tờ hóa đơn đột nhiên từ trên trời rơi xuống có lý rồi sao ly can chin càng thêm hoang mang hắn bảo chú có thể nói cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra ở đây không hả mỗi vị khách đến đây đều chỉ nói duy nhất chuyện kỳ quái mọi người ai cũng kỳ lạ nơi này là chỗ như nào vậy luật sư shin suho nghe xong thì nhất miệng cười nhìn li can chin ông ta nói với hắn rằng nơi này là danh giới giữa âm ti và nhân giới nó là một quán ăn địa phủ các vong linh thường lui tới quán ăn này luật sư shin suho thản nhiên lau kính rồi hỏi li can chin rằng cậu không nhận ra li can chin nghe lượng tin tức này mà đến đứng còn không vững luật sư shin suho lại lên tiếng ông bảo rằng tôi không mong đợi cậu sẽ hiểu được nó hết một lần nơi này là nơi các vong hồn ăn uống như con người các vong linh nhớ thức ăn họ từng ăn khi còn sống họ đến đây để tìm kiếm món đồ uống sẽ làm ấm họ lên nói rồi ông ta lại nhìn ly can chin và bảo cậu không phải lo về chuyện ngộ nhỡ có vong linh nào làm cậu bị thương đâu những vong linh đó sẽ bảo vệ cậu nếu cậu bảo vệ họ thế nên cậu đừng làm gì xấu là được giống như cậu sẽ tức điên lên khi con chó yêu thích duy nhất của cậu bị thương vậy ly can chin nghe thấy cũng hợp lý nhưng lại cũng thấy sai sai hắn thầm nghĩ không phải ông ta so mình với một con chó đó à ly can chin run run bảo ngay cả là thế thì kinh doanh với linh hồn có hơi đáng sợ luật sư shin suho nhếch mắt hỏi ly can cậu sợ ư cậu sợ ma hơn người sao Li Can nhanh chóng nhớ lại những lần làm việc với con người trước đây, nếu không phải là vắt kiệt sức hắn rồi quỵt lương thì cũng là kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới. Du Côn các đảng đào từ đâu ra mà đông nghịt, nghĩ đến chuyện đó khiến hắn thấy trong đời có nhiều người còn đáng sợ hơn cả ma nữa. Li Can cười trừ bảo vậy cẩn thận một chút không phải tốt sao, vì chú đã nói thế nên tôi sẽ cố hết mình. Nói xong, Li Can lại thì thầm với luật sư Shin Suho rằng chú có thể giúp tôi lấy tiền nếu họ không trả không. Luật sư Shin Suho chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp lại, ông bảo những người đó sẽ bị cấm đế hậu kiếp, thế nên chỉ cần tập trung vào nhà hàng thôi. Tối hôm đó, sau khi luật sư Shin Suho rời đi, Lee Kang cứ luôn bận thần tìm hiểu trên điện thoại. hắn lẩm nhẩm bảo trong một thế giới nơi máy bay không người lái có thể vận chuyển hàng hóa mà vẫn có các hồn ma ư? Hồn ma là trạng thái khi một người chết đi, một người sống cuộc đời hạnh phúc và có cái chết thoải mái sẽ trở thành linh hồn tốt. Ngược lại họ có thể là linh hồn xấu và có thể gây hại đến con người. vậy làm sao để xua đuổi ma? Thứ nhất là ma không thích màu đỏ, thế nên hãy thử nấu cháo đậu đỏ. Cách thứ hai là gọi một pháp sư và đe dọa chúng. Còn cách thứ ba là chào đón và kính trọng ma, dỗ dành chúng thật tốt và để chúng tự rời đi. Li Can Chin đọc xong mấy thứ sượt trên chị Google này xong thì lầm nhầm bảo nếu mình cho họ ăn ngon uống ngon họ sẽ tự mình đi sao? Cơ mà một con ma thì có hơi đáng sợ. Liệu cách này có thật sự ổn chứ? Li Can Chin không biết rằng lúc hắn đang tìm kiếm những thứ này đều bị đám ma xung quanh lén lút nhìn thấy. Li Can Chin vội vàng lắc đầu nguội nguội, hắn tự nhủ rằng không được nghĩ đến mấy chuyện đáng sợ nữa. Mình từng nghe rất nhiều người giết những người khác rồi nhưng chưa từng nghe qua ma giết người trên đời. Li Can Chin vội vàng chạy vào bếp, dù gì thì để phòng hờ hắn vẫn sẽ nấu cháo đậu đỏ sẵn. Chỉ chốc lát sau, món cháo đậu đỏ đã ra lò. Lycantrin đột nhiên nhớ tới cái người tên Canucci từ tài chính chết lần trước, hắn thầm nghĩ người đó chắc cũng là một linh hồn nhỉ? Anh ta đã bảo mình sẽ đến đây dùng bữa vào tối nay, vậy là sẽ có rất nhiều ma. Vào lúc Lycantrin còn đang suy nghĩ thì Canucci thật sự xuất hiện dọa cho Lycantrin mất hết cả hồn vía. Canucci lo lắng bảo tôi xin lỗi, cậu bất ngờ vì tôi nhỉ? Lycantrin xua tay bảo không phải đâu, có gì đâu mà bất ngờ. Canucci hỏi cậu không quên buổi tối công ty của tôi đâu nhỉ? Lycantrin mặc dù run sợ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, hắn vui vẻ bảo tất nhiên rồi, mời vào trong ngay sau đó một đoàn nhân viên văn phòng kéo vào trong cửa hàng ly can chin nhìn cửa hàng nhộn nhịp mà trong lòng sợ nhiều hơn mừng đột nhiên bọn họ ngửi ngửi rồi nói mùi này là mùi hương đó ly can chin nghe thế liền căng thẳng hắn thầm nghĩ chén cháo đậu đỏ đó có hiệu quả rồi sao mấy người một bọn gọi ly can chin tới phục vụ bởi vì đang suy nghĩ nên nghe tiếng gọi khiến ly can chin giật thót cả người một nhân viên khá béo hỏi ly can chin cậu có lẽ đang nấu món cháo đậu đỏ cho chúng tôi ư tôi thật sự thích mùi hương đó đấy tôi nghĩ nó sẽ rất ngon Lee ngoài mặt thì cười cười nhưng trong lòng đang hỏi thăm mẹ của chị Gogo -Go rất nhiều lần, cậu ta thầm nghĩ rốt cuộc thì nó không có tác dụng và thậm chí họ còn thích nó ư? Khi Li Can nhìn lại vào bếp thì càng giật mình hơn nữa, bởi vì cái người tên Kanduchi đang ăn vụng cháo đậu đỏ trong bếp. Anh ta còn hỏi Li Can là hình như cậu đã nghe được câu chuyện về cửa hàng này rồi nhỉ? Nhưng mà ngược lại với những gì đa số mọi người biết thì ma không kén chọn đồ ăn đâu. Kanduchi tươi cười lấy ra danh thiếp của mình rồi nói với Li Can Chin rằng tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng xin đừng lo lắng nhé, chúng tôi không khác con người là mấy đâu chúng tôi chỉ là những người hầu công dân bình thường thôi li can chin lại nhìn sang nhóm ma văn phòng kia nói thẳng thì thật ngại vì hắn đã quá sợ hãi họ như lời xin lỗi thì li can chin quyết định cứ thư giãn và cố hết sức để đối xử với họ thật tốt li can chin sau khi nấu xong các món ăn thì vui vẻ mang ra bàn cho các ma văn phòng hắn nở nụ cười bảo đây là món ngày hôm nay thịt heo và thạch kiều mạch cùng rau ăn kèm vì mọi người thích kiều mạch nên tôi cũng chuẩn bị bánh kép kiều mạch đây chúc ngon miệng nhé nhóm các ma văn phòng vừa ăn vừa tấm tắc khen họ còn bảo thỉnh thoảng tôi sẽ đến đây kanduchi quay sang bảo li canchin đến ăn với chúng tôi nhé li canchin vui vẻ xua tay bảo không đâu cảm ơn nhưng tôi phải làm việc rồi kanduchi có hơi rè rặt anh ta nói với li canchin rằng tôi xin lỗi nhưng cậu sẽ không có khách nào khi chúng tôi đang ở đây đâu li canchin có hơi tò mò về lý do kanduchi giải thích nói rằng ma bình thường đều mắc nợ tài chính chiết của chúng tôi mọi người mắc nợ lại không đến những nơi chủ nợ đến đâu li canchin đột nhiên nhớ đến điều gì đó cậu ta lấy ra tấm hóa đơn của cậu bé lần trước Kanuchi kỹ tấm hóa đơn rồi mỉm cười bảo nhìn nhà phát hành của hóa đơn này là cây Citigaha, đó là những khách hàng đã thăng lên thiên đường rồi. Nhà phát hành khác nhau dựa trên người thăng lên thiên đường là ai đấy, người này chắc là một người tốt xét trên việc cây Citigaha trả cậu phần thưởng này. Li lúc này mới hiểu ra, hắn thầm nghĩ thì ra thằng bé đó là một con mà à. Kanduchi vẫn đang giải thích cho Li nguồn gốc tờ hóa đơn này, anh ta nói cây Citigaha thì đơn giản thôi, cậu có thể xem ngài ấy như một vị nhân từ giàu có ở địa ngục tiền sẽ được dùng ở kiếp sau, đó chính là lý do tài chính chế xuất hiện, nhưng tiền âm phủ có chút khác với nhân giới. Về cơ bản thì chức năng mua thực phẩm hay buôn bán giao dịch là như nhau, nhưng ở địa phủ, cậu có thể giảm tội của cậu bằng tiền, Li Can ngạc nhiên hỏi rằng không phải khi chúng ta chết thì không có tiền sao? Chi mỉm cười bảo nó là một chuyện khác, mọi người có một tài khoản trong tài chính chế từ thời khắc họ được sinh ra. Li Can tò mò hỏi thế thì tôi cũng có một tài khoản ngân hàng sao? Chi gật đầu bảo đúng thế, nếu cậu làm điều tốt, Tiền sẽ được tích trữ lại và nếu cậu làm chuyện gì xấu thì nó sẽ bị giảm dưới dạng thu hồi. Nói cách khác thì có rất nhiều tiền ở địa phủ có nghĩa là cậu từng làm rất nhiều chuyện tốt trong đời cậu và không có tiền ở địa phủ lại có nghĩa là cậu có tội lỗi rất nhiều trong kiếp sống của mình. Li Canchi ngẫm nghĩ bảo ta có thể xem chúng ta có bao nhiêu được không? Canu Chi thì cười bảo không may là chúng tôi không thể kiểm tra số dư của cậu trong khi cậu còn sống được. Cậu có thể lo lắng nhưng không cần quá lo thế. Cậu kinh doanh quán ăn quanh mưu này rồi nên cậu sẽ luôn có rất nhiều tiền. Người kinh doanh chỗ này luôn là vip cả mà và trao đổi tiền thế giới này qua thế giới khác lại bất khả thi nhé cơ mà cậu có thể đổi tiền từ kiếp sau thành tiền thế giới này tôi có thể giúp thay đổi nếu cậu muốn li can chin lập tức lắc đầu bảo không đâu xin hãy chuyển vào tài khoản chiết của tôi đi kanduchi cười ha ha bảo được thôi tôi sẽ làm thế mãi hơn một giờ sau thì nhóm ma văn phòng mới ăn uống xong và rời đi li can chin cũng dọn dẹp bởi cả hơi tai hắn lấy điện thoại ra và bắt đầu dò kết quả sổ số, số. li can chin nhớ rõ con số mà vị khách tóc nâu đã nói trước đó và hắn nghĩ rằng đó chính là dãy số của tờ vé số trúng giải đặc biệt mặc dù con số đó chúng giải nhưng nó là 50.000 mươi won chứ không phải 2 tỷ won li can chin chán nản thở dài một hơi hắn đã định quyên góp nó nếu hắn thắng giải nhất để tích lũy phần thưởng nhưng mà 50.000 mươi won sao thì lại khác li can chin cố nhớ lại giá thức ăn họ đã gọi lúc đó thật sự hóa đơn lúc đó chỉ 50.000 mươi won thôi li can chin còn nhớ lúc đó ba cô gái còn cười hí hửng vì đã đoán đúng số tiền của bữa ăn cô gái tóc nâu đã nói rằng nếu tôi mà biết nó sẽ ra thế này thì đã vào mộng cháu trai cháu gái tôi rồi li can chin vẫn còn nhớ chi tiết lúc đó nên mới đi dò vé số thật sự thì Li Can có hơi sợ sau khi biết được họ là linh hồn, nhưng nếu hắn chú ý kỹ hơn thì họ giống một con người hơn hắn nghĩ. Vào giữa đêm muộn thì cửa hàng quanh Miu lại đón thêm một vị khách nữa. Người tới chính là cô gái mặc hanbok khâu trả tiền lần trước, chỉ có điều hôm nay cô ấy búi tóc lên. Cô gái nhíu mày hỏi cậu đang nhìn cái gì thế, đi tới đó và mang soju đến cho ta, Li Can Trinh đã biết rõ thân phận của họ nên không dám làm trái lời. Khi đang chuẩn bị xô so -chu thì Li Can có lén nhìn cô gái kia, hắn thầm nghĩ cô ấy vấn tóc lên vì lần trước mình đã hiểu nhầm cổ là vị thành niên sao nhìn han bốc và cách cô ấy nói chuyện thì cô ấy chắc là đã chết rất lâu trước đây rồi cô ấy hẳn là khá lớn tuổi với tuổi tác của các linh hồn ấy mình phải xin lỗi vì lần trước đã đi quá xa mới được li canchin đem rượu chu đặt lên bàn sau đó hắn nghiêng mình lễ phép nói lần trước tôi thật sự rất xin lỗi xin mời dùng bữa ạ à. cô gái tỏ ra không quá để bụng chỉ nhàn nhạt, nhạt bảo được rồi ta có thể hiểu nó bằng lòng rộng lượng phóng khoáng của mình mà sau đó cô gái hỏi li canchin nhân tiện thì tên cậu là gì li canchin vội vàng đáp lại bảo tôi là li canchin cô gái lại hỏi cậu đến từ họ ly nào Li có hơi lúng túng, hắn bảo là Li Đe Trân ạ. Không ngờ cô gái lại vui vẻ bảo Li Đe Trân quen biết ta đấy. Phu nhân Li Bốc Dơn của ngài ấy có mối quan hệ rất thân thiết với nhà nội của ta. Ta là Sohi từ nhà họ Kim Thần Sư, vì ta đang ở vai bị nợ nên hãy nói chuyện thoải mái với ta là được rồi. Thế là Li Canchin lập tức rũ bỏ nỗi sợ và hỏi thẳng không lòng vòng. Tôi tự hỏi cô đã chết bao lâu rồi. Đột nhiên cô gái tên Sohi giơ một ngón tay lên, cô ấy bảo ta sẽ nói với cậu một chuyện tốt. Gây sau đó, Li Canchin giống như bị thôi miên. Sohi dùng ánh mắt trống rỗng nói với Li Chin rằng hỡi những kẻ không thể lên thiên đường và trở thành các linh hồn, đừng hỏi đến quá khứ. Li Chin vội vàng bảo tôi thật sự xin lỗi vì sự bất lịch sự của tôi ạ. À. Cô nàng Sohi tiếp tục nói với Li Chin. những linh hồn đến đây là những con ma thậm chí còn không thể đến ăn thức ăn lễ nghi của tổ tiên. Khơi ra quá khứ của họ chẳng phải chuyện tốt gì cả. Thế nhưng cậu là một người rất tốt phục vụ những món ăn ấm áp tới những ai cần chúng, nên đây là lời khuyên chân thành của ta dành cho cậu. Đợi đến khi Sohi rời đi rồi, Li vẫn luôn không thể ngừng nghĩ đến điều đó. Hắn lẩm nhẩm bảo nếu những gì cô nàng Sohi nói là thật thì không phải nên có nhiều khách hàng dù là ma hay sao, hay do ý cô ta là để dọa mình. Đúng vào lúc này lại có thêm một vị khách vào cửa hàng. Người kia rè dặt hỏi Ly Can Chin rằng tất cả các ma nữ đã đi chưa ạ? Ly Can Chin liền nhận ra đây là khách hàng linh hồn, hắn mỉm cười vui vẻ nói họ mới rời đi, mời ngồi và nói tôi biết anh muốn ăn món gì đó nhé. Người kia bảo thế thì chúng tôi sẽ không ngại nữa, ngay sau đó cả một đoàn ma rầm rập đi vào. Bọn họ giống như ma đói mà kéo cả đoàn cả lũ chạy ào vào nhà hàng quanh mưu của Ly Can Li chi không ngờ tới tình huống này, hắn hoảng loạn không biết phải xử lý ra làm sao. Những con ma đói đó lần lượt gọi món, nào là kim chi hầm, nào là sườn bò, trứng cuộn và cả cháo nữa. Hắn lung túng bảo tôi xin lỗi, thực đơn hôm nay là thịt heo xào tỏi với cơm mạ. À. Những ma đói này lớn giọng bảo cậu có thể bỏ kim chi vào nước và luộc nó lên mà. Cậu không làm thế được à? Người chủ trước đây đã làm mọi thứ cho chúng tôi đấy. Li vội vàng bảo tôi xin lỗi, tôi mới mới mở không lâu. Bọn họ không nghe lọt tai những lời mà Li Canchin nói bọn họ chỉ luôn miệng gào lên bảo cậu không nghĩ mình nên làm những gì khách bảo cậu làm sao? Tôi đói lắm rồi đấy. Trong số những con ma đói đó thì lại có một chàng trai vô cùng lãng tử. Cậu ta trực tiếp đi vào bếp của cửa hàng. Chin hốt hoảng nói sao anh lại vào nhà bếp của người khác mà không xin phép thế? Chàng trai đó vung dao lên bảo tôi sẽ giúp cậu. Hãy gọi hết những món các người muốn ăn đi. Chàng trai vừa nấu vừa quay sang nói với Chin rằng cậu bất ngờ vi tôi vào nhà bếp của cậu đúng không? Xin lỗi nhé, tôi từng đến giúp mẹ tôi khi bà ấy ở đây. Cậu có thể làm món thịt heo xào, tôi sẽ lo những món khác. Li Can Chin vẫn cực kỳ hoang mang, hắn thầm nghĩ mẹ trong lời của anh ta là bà Kim Bok ra sao, nhưng nếu anh ta làm thế thì cũng không sao cả. Nhờ có sự giúp đỡ của anh ta mà các món ăn nhanh chóng lần lượt được hoàn thành, đầu tiên là cơm rang kim chi, tiếp đến là thịt heo xào cay, trứng chiên. Chàng trai hào hứng đặt xuống món cuối cùng, đây chính là món của anh ta. Rất đơn giản, chỉ là một chảo kim chi rán kim chi hầm. Li Can Chin phục vụ xong đám ma đói kia thì mệt khờ người, cậu ta thở ra một hơi rồi nói với chàng trai rằng nhờ cậu mà tôi sống rồi anh ta mỉm cười bảo không sao lúc đầu của cậu mà thấy khó khăn là bình thường mà li can chin gượng cười nói tôi bất ngờ vì tôi chưa từng có nhiều khách như thế trước đây đấy nhưng sao anh lại giỏi khoản này thế vào lúc cả hai đang nói chuyện thì lại có nhóm khách khác vào cửa hàng bọn họ yêu cầu phải mang lên bất cứ món gì nấu nhanh nhất có thể nhé li can chin không khỏi phiền não chỉ còn ít hơn 30 phút nữa là tới lúc đóng cửa rồi nhưng giờ lại có tới 3 vị khách li can chin lo lắng bảo chúng ta không còn nhiều thời gian cho tới khi đóng cửa đâu tuy nhiên chàng trai lại vô cùng tự tin anh ta hỏi nhóm khách là món kim chi hầm thì sao bọn họ nghe thấy món này thì đều hưởng ứng chàng trai quay sang vỗ vai Lee Kanchin rồi bảo đừng lo họ sẽ sớm ăn xong bữa thôi hãy mang cho họ món kim chi hầm tôi đã làm trước đi tôi sẽ dán trứng ngay li nhanh chóng mang kim chi hầm ra cho nhóm ba người khách kia thế nhưng ra đến nơi thì li lại phát hiện có người quen hắn hào hứng hỏi anh hotel phải không người đàn ông kia ngạc nhiên hỏi cậu biết tôi sao li mừng rỡ nói em là li đây anh còn nhớ không khi em còn ở trại mồ côi hy vọng mỗi kỳ lễ anh đều đến gặp em đấy thế nhưng người đó lại nhàn nhạt, nhạt bảo tôi đoán cậu là em trai nhỏ ở trại mồ côi hy vọng nhưng tôi rất tiếc khi cậu trở thành một hồn ma trí nhớ của cậu về kiếp trước bị lưu mờ rồi tôi không nhớ cậu nhưng thật vui khi gặp một chàng trai trẻ gọi tôi là anh đấy người đó mỉm cười nâng cốc rượu lên nói với li can chin rằng gần một tiếng đồng hồ rồi chúng tôi không có nhiều thời gian nên hãy nói chuyện vào lần tới và uống cùng nhau vào hôm nay nhé li can chin cứng đờ người nhìn anh hô treo trước mặt tâm tình bên trong cũng lộn xộn hơn bao giờ hết hắn nghẹn ngào hỏi anh không nhớ ra em nghĩa là sao Li Can như mất kiểm soát mà lớn giọng hỏi anh có nhớ khi chúng ta đi bãi biển cùng nhau không? Chàng trai tóc vàng lao tới can ngăn Li Can ra. Li Can không kìm được nước mắt, hắn xúc động gào lên nói anh à, khi anh mới có bằng lái xe, anh đã thuê một chiếc xe và đi đến bãi biển với những đứa trẻ ở trại mồ côi đó, lúc đó em đã ngã xuống biển và anh đã cứu em. Người tên Hô Treo chẳng thay đổi sắc mặt chút nào mà chỉ lặng lặng bảo xin lỗi, tôi không nhớ. Li Can Chin còn đang muốn nói thêm thì chàng trai tóc vàng đã kiên quyết ngăn cản. Anh ta gần giọng nói với Li rằng xin hãy dừng việc cậu đang làm bây giờ lại đi không phải chuyện cậu có thể can thiệp vào được đâu. Cậu chỉ nên nói chuyện đời sống với người đang sống thôi. Các hồn ma được làm nên bởi sự oán giận. Nghe những câu chuyện của họ không tốt cho người sống đâu. Quả nhiên ngay sau đó, một vị khách tức giận bảo cái quần què gì vậy hả? Cậu giang làm tụt cả hướng đấy. Tôi trở thành như thế này là vì tôi bị sa thải khỏi công ty của mình khi còn trẻ đấy. Nếu không phải tại tên quản lý chết tiệt đó, tôi đáng lẽ đã không như vậy rồi. Một người khác cũng tức giận bảo anh nghĩ anh là con ma duy nhất bị đối xử bất công à? Tôi đã cứu hàng trăm người bằng đôi tay của chính mình đây. Nhưng khi chết tôi lại thành một con ma, thế có lý không hả? ông chú này thì bỗng dưng khóc dòng nói cậu có biết tôi đã thiết kế bao nhiêu ngôi nhà không nhưng chỉ vì tôi đã phạm một lỗi cả đời tôi đột nhiên lại trở thành như thế này đấy một người khác thì nói tôi có bàn chân bẹt nhưng mà tôi đã tham gia vào quân đội nhờ vào đánh giá bậc một của bài kiểm tra thể lực và một tai nạn xảy ra li can nghe những lời này liền kinh ngạc hắn thầm nghĩ mọi người đột nhiên nói về chính mình sao lại thêm một người khác lên tiếng và lần này là anh hotel mà li can quen biết anh ta nói tôi đã bất cẩn lần đó tôi đã sai khi cố gắng bắt kẻ đó một cách mù quáng chúng là giang hồ có dao đó là một sự xui xẻo Li Can đột nhiên nhớ ra anh Hotel trong ký ức luôn nói rằng công lý ở bên người yếu thế. Đó là lý do anh ấy trở thành một cảnh sát. Thế nhưng qua những lời anh Hotel vừa nói, Li Can Chin liền cảm thấy bất bình thay cho cái chết của anh ấy. Chàng trai tóc vàng biết rõ tâm trạng lúc này của Li Can Chin như thế nào nên anh ta lên tiếng hỏi cậu đã ăn chưa? Nếu không phiền thì hãy ăn cùng nhau đi, không còn nhiều thời gian cho tới lúc một giờ sáng đâu. Li Can Chin ái ngại bởi vì còn khách hàng trong tiệm, chàng trai tóc vàng bảo tôi có thể lo được chuyện này, cậu cứ để đó đi. 20 phút trước khi đóng cửa, Ly Can Chin quyết định sẽ cùng chàng trai kia uống một ly rượu để giải tỏa. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, chàng trai phá lên cười bảo so chu đi với kim chi hầm là đỉnh. Ly Can Chin cũng mỉm cười nói thật sự rất ngon đó, anh có từng nấu ăn không? Kỹ thuật của anh không đùa được đâu. Chàng trai có hơi ngại ngùng, anh ta bảo Ly Can Chin đừng nói thế, tôi chỉ từng ở đây khoảng 10 năm thôi, nhưng trong nghề kinh doanh này tôi vẫn còn ít đấy. Ly Can Chin kinh ngạc nói anh đang đùa tôi đấy hả, à? ngon lắm luôn nó. Chàng trai mỉm cười bảo cảm ơn nhé, nhưng thật đáng tiếc tôi có thể làm nó ngon hơn nếu có nguyên liệu và nhiều thời gian hơn đấy. Li Canchin âm thầm đánh giá người trước mặt, hắn hiểu anh ấy chỉ DNAG khiêm tốn thôi, nhưng với người không biết nấu ăn như hắn thì anh ấy là một người tuyệt vời, tốc độ và kỹ năng phục vụ đó là điều vô cùng cần thiết với nhà hàng này. Thế nên Li Canchin trực tiếp nói với chàng trai rằng đây là lần đầu tiên của tôi với vai trò là một đầu bếp nên khó mà làm nó một mình được. Anh có thể giúp tôi việc cửa hàng này cho tới khi tôi quen kinh doanh rồi không? Chàng trai mỉm cười bảo thật sao, đó là một ý hay đấy, dù gì tôi cũng không có chuyện gì để làm. Hãy làm việc chăm chỉ cùng nhau nhé, tôi là Bae Jeon-su. Lee kang cũng đưa tay ra rồi giới thiệu bản thân là Lee kang 28 tuổi, Bae su ồ lên một tiếng bảo chúng ta bằng tuổi nhau sao, thôi thì quên tuổi ma của tôi đi và nói chuyện bình thường thì thế nào nhở. Lee kang vui vẻ bảo thật sao, thế thì chúng ta nói chứ. Cứ như thế, thời gian rất nhanh đã trôi qua, chỉ còn một phút còn lại trước một giờ sáng. Những ma khách trong cửa hàng chạy KBK ăn lẹ uống lẹ để rời khỏi cửa hàng kịp giờ. Người với tên Hotel uống xong thì đặt mạnh cốc xuống bàn. Anh ta tới gần nói với Li Can chin rằng xin lỗi là tôi không thể nhớ ra cậu dù cho cậu đã bảo chúng ta đến từ cùng chạy mồ côi nhé. Giờ tôi có thể là một con ma nhưng nếu có ai đó gây chuyện với việc kinh doanh của cậu thì cứ hết tên tôi lên ba lần, tôi sẽ đến và tần chúng cho cậu nhé. Ngay khi đồng hồ điểm đến một giờ sáng, anh Hotel cũng dần dần tan biến. Ngay cả những ma khách xung quanh cũng biến mất không chút dấu vết. Cửa hàng đông đúc nay chỉ còn lại mỗi Li Can chin. Hắn thử sờ tay vào nơi mà anh Hotel ngồi vừa nãy. Một cảm xúc không tên xâm chiếm lấy Li hắn vẫn không thể tin là anh Hotel đã chết. Li Can Chin muốn giải thoát nỗi tiếc nuối của anh ấy, nhưng hắn lại không biết sao để giúp cả. Li Can Chin nén nước mắt vào trong, hắn thì thầm bảo giờ khi nào chúng ta gặp nhau, em sẽ làm thật nhiều món ngon mà anh muốn ăn nhé anh ơi. Đột nhiên vào lúc này lại còn có khách ghé cửa hàng. Là một nhóm hai người trung niên say xỉn, bọn họ hỏi Li Can Chin cậu vẫn còn mở cửa chứ? Ông chủ cho chúng tôi rượu soju đi, chỉ một phần thôi không hơn không kém, chỉ một phần thôi, giờ tôi có thể gọi không? Mặc dù hai vị khách này trông có vẻ không tỉnh táo cho mấy, nhưng thân là chủ cửa hàng nên Li đành phải chấp nhận phục vụ. Hắn thầm nghĩ họ hoàn toàn sai rồi, nhưng nhìn họ có thể đến sau một giờ thì họ chắc là người sống đúng không? Một người trong số đó chỉ tay lên menu chỉ có một món thịt heo xào cay duy nhất rồi hỏi Li đây là toàn bộ thực đơn à? Can lúng túng bảo đúng ạ, à, hắn đáng lẽ nên sửa lại nó nhưng quên mất nên mới có cơ sự thế này. Người đó bảo thế cho chúng tôi hai phần thịt heo xào cay và sô chu nhé, Li nhanh chóng đáp ứng. Khi ở trong bếp chuẩn bị xào nấu, Can không khỏi nghĩ đến việc qua một giờ rồi mà khách con người có thể vào trong cửa hàng rất nhanh ly can đã nấu xong hắn mang thịt heo xào cay và xô chu dọn lên cho khách hai người bọn họ nếm thử món thịt heo xào cay vừa nếm thử một miếng ông ta đã ngất ngây con bà bảy vì vị ngon tuyệt đỉnh của món ăn vị ngon này khiến ông ta tỉnh cả rượu ông ta hỏi ly can rằng không phải ngon quá rồi sao cậu đã tự nêm nếm nó đúng không ly can mỉm cười bảo vâng đúng thế ạ người đàn ông lại hỏi thực đơn thay đổi mỗi ngày à hay cậu chỉ bán món này thôi ly can chin vui vẻ nói cháu vẫn chưa quyết định được gì cả nhưng cháu có thể làm nó nếu bác bảo cháu thực đơn hai người muốn Người đàn ông nghe thế thì vội vàng bảo tôi có thể gọi canh rong biển cho bữa trưa ngày mai không, tôi sẽ đặt trước cho hai người, Li Can Chin đương nhiên là đáp ứng. Sau khi hai người bọn họ ăn xong thì chu đáo trả 10.000 won kẹp dưới đĩa thịt lợn xào. Cả hai ăn xong thì vẫn còn say bét nhè, May sao vẫn còn có một người tỉnh táo. Sau khi tiễn hai vị khách cuối cùng thì cửa hàng cũng đóng cửa. Đến sáng ngày hôm sau, Li Can Chin vào bếp để chuẩn bị canh rong biển theo yêu cầu. Hắn hào hứng mở cuốn công thức của bà Kim Bok Jae ra xem. Li vừa tìm vừa nói canh rong biển là món mà anh Ho Cheol cũng thích hắn vui vẻ vào bếp còn nói rằng mình sẽ chuẩn bị canh rong biển cho anh hô treo cũng như vị khách đã đặt trước kia trước tiên ly can chi ngâm rong biển trong nước để chuẩn bị trước sau đó là nấu thịt bò trong nồi không dầu ấn thịt bò bằng một cái sẻng và xé chúng thành từng mảnh nhỏ ly can chi không khỏi suy nghĩ sao nó lại được viết như này nhỉ thôi thì cứ làm theo những gì được bảo vậy bước tiếp theo ly can chi lại đổ rượu nấu ăn vào từng chút một và bỏ thịt ra khỏi nồi thêm dầu vừng và hạt vừng rồi rán nhẹ nó cuối cùng là thêm nước và nước gạo để gia tăng độ sệt nêm nếm cho vừa khẩu vị là xong cứ như thế Trang đánh dấu canh rong biển thịt bò của bà ngoại Kim Bok Jae đã được Ly Can Chin hoàn thành thành công mỹ mãn. Đúng vào lúc này cửa hàng lại có thêm vài vị khách. Đó chính là người đàn ông say xỉn tối qua và lần này ông ta còn đưa cả vợ mình theo cùng. Người vợ đi cùng vừa vào cửa hàng đã reo lên bảo trong đây mát nhỉ. Người đàn ông bảo chắc họ bật máy lạnh lên trước đó đấy. Lee Can Chin nghe lời này thì hơi khó hiểu, hắn chưa bao giờ bật máy lạnh mà ta. Cả hai vào trong quán rồi đánh giá sơ lực một hồi. Người phụ nữ bảo một nhà hàng ở Gangnam như vậy thì hơi tàn nhỉ, nhìn nó như sắp sập đến nơi rồi ấy trái ngược với bà ấy thì người đàn ông lại tấm tắc khen nói rằng nhà hàng này thật sự tốt đó anh không quan tâm nội thất bên trong đâu chỉ cần tập trung vào đồ ăn thôi những lời đánh giá của họ đều bị ly can chin nghe thấy hắn thầm nghĩ nội thất chỗ này có hơi cũ kỹ thật cái này thì mình thừa nhận chả có gì để nói lại cả vì đã được chuẩn bị sẵn nên ly can chin mang món ăn lên rất nhanh bọn họ lần lượt nếm thử món súp rong biển người phụ nữ vừa nếm xong liền quay sang hỏi ly can chin xin lỗi nhưng cậu có học nấu ăn ở an gang không nhỉ ly can chin ngạc nhiên bảo an gang ư tôi chưa nghe qua chỗ đó bao giờ nó ở vùng nào thế người phụ nữ vui vẻ nói ăn gang ở vịnh ghiêng sang -búc. đó là quê của mẹ tôi tôi nhớ rất rõ tôi ăn rất nhiều khi đang mang thai món súp dòng biển này có vị giống hệt như của mẹ tôi nấu li can chin lúng túng bảo thú vị thật nhưng tôi chưa bao giờ đến đó cả người phụ nữ có vẻ nghi ngẫm nhìn li can -chin. bà ta bảo cậu trông trẻ như vậy mà nấu ăn ngon thật đấy li can chin mỉm cười nói cảm ơn bà vì đã khen bà có muốn tôi gói lại để đem về nhà không người phụ nữ nghe thế thì mắt sáng rực cả lên bà ta hào hứng bảo ôi trời thật hả được vậy thì tốt quá đợi li can -chin vào trong gói thức ăn hai vợ chồng bọn họ mới trò chuyện với nhau khác với đánh giá ban đầu bây giờ người phụ nữ lại hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông xã mình sau khi dùng bữa xong người đàn ông hỏi ly can chin món này bao nhiêu tiền vậy Li can chin mỉm cười bảo vì món súp rong biển không có trên menu nên ông muốn trả bao nhiêu cũng được tôi không định giá ở đây người đàn ông bảo vậy tôi trả một nghìn won nhé thế nhưng người phụ nữ lại hơi nhíu mày nói với ly can chin rằng cậu đừng như vậy cậu sẽ gặp cả đống người xấu đến đây ăn trực nếu cậu cứ tiếp tục như vậy đó ly can đương nhiên cũng nghĩ như vậy nhưng nếu hắn phá luật mà mấy vị khách đó đưa ra thì hắn sẽ quay lại go si Người phụ nữ đưa cho Li Chin 3 tờ 50.000 won rồi bảo tôi muốn đến thường xuyên nhưng tôi nghĩ việc có giá cả cơ bản ở đây cũng không là gánh nặng gì với cậu và các khách hàng đâu. Món ăn ngon lắm, tôi sẽ quay lại, Li Chin lịch sự cúi đầu cảm ơn khách hàng. Li Chin nghĩ rằng hắn không cảm thấy căng thẳng bởi vì nhận được rất nhiều tiền, đúng là sẽ tiện lợi hơn cho cả Li Chin và khách hàng nếu hắn định giá cho giới người sống, thế nên Li Chin quyết định sẽ hỏi luật sư Shin Suho vụ này sau. Thế là sau nửa ngày, Li Kanchin chưa gặp luật sư Shin Suho nhưng đã gặp hai đứa em trai của anh ta, bọn họ hỏi Li can chin cậu thật sự bán nó cho người sống à mẹ thường chỉ bán cho hồn ma thôi cậu là nhà kinh doanh thông minh à nhà Li can chin ngượng ngùng bảo hên là tôi có quyền công thức đó nếu chỉ sử dụng kỹ năng nấu ăn của tôi chắc chỗ này thành nhà hàng ám sát thay vì nhà hàng ăn uống mất đột nhiên Li can chin sực nhớ ra thứ gì đó hắn bảo tôi có vài câu hỏi xin sugi vui vẻ nói cậu có thể hỏi bất cứ thứ gì Li can chin nhíu mày bảo đã giữa hè rồi nhưng lạ thay là cửa hàng lúc nào cũng mát mẻ dù không bật máy lạnh là vì có hồn ma à Shinsugi cười nhẹ bảo đúng vậy anh ta nói rằng ở nơi mà nhiều hồn ma lảng vảng thì nhiệt độ sẽ giảm thấp bởi vì nguồn năng lượng tiêu cực đang tích tụ lại và càng ở đó lâu thì càng nhiều năng lượng âm xâm chiếm cơ thể cậu và đến một thời điểm nào đó thì người ta sẽ thấy hồn ma vất vưởng ngoài cửa hàng li can chin bị những lời này dọa cho tất cả mồ hôi lạnh hắn cười gượng mấy tiếng rồi bảo tôi thấy hồn ma ở đây mỗi ngày nhưng ngoài cửa hàng thì chưa shin đột nhiên thay đổi sắc mặt anh ta bảo đó mới là hồn ma thật sự hồn ma bên ngoài sẽ hơi khác một chút so với thứ cậu thấy ở đây li can sợ hãi hỏi khác như thế nào vậy Shin nhàn nhạt, nhạt, bảo cậu sẽ biết khi cậu thấy nó, tôi chắc chắn là cậu sẽ nhận ra nó ngay. Li lạnh toát cả sống lưng, hắn ấp úng nói tôi chỉ hỏi để xác nhận chút thôi. Sau đó Li nhìn chằm chằm Shin và Shin rồi ngập ngừng hỏi cả hai anh đều là người nhỉ? Các anh không thể nào là ma được đúng không? Ngay cả khi hai anh là hồn ma thì trông vẫn không đáng sợ chút nào. Shin và Shin phì cười bảo đúng đó, chúng tôi là người sống. Li thở phào một hơi hắn lại nhìn Shin Sujon và Shin Sugi rồi bảo tôi còn một câu hỏi nữa, sao người sống như các anh lại làm việc ở đây, các anh thậm chí còn không nhìn thấy hồn ma cơ mà. Hai anh em bọn họ vui vẻ nói rằng chúng tôi đều là trẻ mồ côi, nhưng mẹ đã nuôi chúng tôi như con của bà. Đó là lý do chúng tôi ở bên nhau, đúng như dự đoán của Lee Kang bà Kim Bok Je thật sự là người tốt. Shin Sujon tiếp tục giải thích rằng những khi mẹ bận ở nhà hàng thì chị ma giúp việc sẽ chăm sóc chúng tôi và nó làm chúng tôi muốn làm gì đó liên quan đến nơi này. Lee Kang Jin lập tức hiểu ra, hắn lẩm nhầm bảo vậy luật sư Shin Ho là người con trai cả anh Shin Sugi là người thứ ba và anh Shin là người thứ hai. Shin tươi cười bảo người còn lại là Shin người em út cưng của chúng tôi đang làm công việc thiết kế nội thất. Li nghe thế thì hớn hở bảo thật ư, tôi đang nghĩ đến việc thay đổi nội thất, chắc tôi sẽ hỏi anh ấy vài lời khuyên, lần trước có người khách nói chỗ này tồi tàn quá. Shin vui vẻ nói được thôi, tôi sẽ bảo nó ghé qua đây. Anh em nhà Shin nhìn lên đồng hồ thì thấy đã sắp 11 giờ sáng, cũng sắp đến giờ mở cửa hàng. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy tạm biệt Li Kanchin. Li lịch sự tiễn bọn họ, đợi Shin Su-jon và Shin Sugi đi khỏi, Li Chin mới chậm rãi phân tích lại mọi thứ. Vậy ra cái nhà hàng ăn uống này là nơi mà cả người sống và người chết đều đến. Điều này khiến Lee Can Chin có đôi phần nhẹ lòng. Hắn mỉm cười tự nhủ rằng nhà hàng này mở cửa cho tất cả mọi người đúng chứ, bọn họ nói rằng đó nó là ranh giới giữa thế giới này và kiếp sau, quả đúng là như vậy. Đến ngày hôm sau, Lee Kang Chin đã gặp được luật sư Shin Su-ho. Sau khi nghe Lee Chin trao đổi về vấn đề định giá thức ăn thì luật sư Shin Su-ho bảo tôi khá ngạc nhiên khi cậu bất ngờ gọi tôi và nghĩ chuyện gì xảy ra vậy, thì ra cậu bận tâm về khách hàng sống. Li cũng vui vẻ nói ra ý nghĩ của mình. Hắn nói khi khách hàng là người sống đến thì họ thường hỏi về giá cả, vì trong hợp đồng cũng không nói rõ là có bao gồm khách hàng sống hay không. Luật sư Shin Suho có hơi trầm mặc với đề nghị này của Li Canchin. Ông ta nói với Li Canchin, như cậu cũng biết đấy, nhà hàng ăn uống này không phải là nơi kiếm tiền, nó là nơi để phục vụ thức ăn cho những người đói, kể cả hồn ma hay người sống. Dù họ có trả tiền hay không thì nó cũng không gửi vào tài khoản của cậu. Có cần thiết phải lập giá cả không? Li Canchin nghiêm túc nói nếu có khách hàng cố ý không trả tiền vì ý định xấu thì họ đang phạm tội tôi sẵn sàng nhận bất cứ thứ gì họ đưa nhưng sau cùng thì tôi nghĩ tôi có thể đã khiến họ phạm tội lời này của li can chin khiến luật sư shin suho nghi ngẫm nhìn hắn sau đó ông ta nói nếu cậu nghĩ vậy thì chúng tôi không làm được gì cả thay vào đó thì không có luật âm nào cho giới này vậy nên hãy hỏi cô ấy vài lời khuyên đi vừa nói xong thì luật sư shin suho cũng rút điện thoại trong túi áo ra li can hoang mang bảo nhưng bà Kim bok xe đã mất rồi mà luật sư shin suho thở dài một hơi ông nói cậu có nhớ công việc của chúng ta là gì không hả li can lập tức hiểu ra hắn thầm nghĩ Shin Suho là luật sư từ giới âm phủ nên ông ấy sẽ có thể liên lạc với người bên đó. Sau một hồi liên lạc thì Shin Suho cũng có được lời khuyên từ bà Kim Bok Je. Li Kan Chin sốt ruột hỏi bà ấy nói sao ạ? Li Kan Chin nghiêm mặt nói rằng bà ấy bảo cậu có thể tự mình ra giá. Bà ấy nói chúng ta chỉ cần làm theo quy tắc đã có. Lee Kan Chin tức đến nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông này rõ ràng cố ý tạo bầu không khí làm hắn căng thẳng đây mà. Sau khi có được câu trả lời từ chính người bà quá cố của mình, Li Kan Chin bắt đầu lên thực đơn và giá cả cụ thể trên menu hắn suy tính kỹ lưỡng và quyết định thịt lợn xào cay có giá 7.000, còn rượu 4.000, giá cả thế này thì họ có thể yêu cầu bất cứ món nào họ muốn. Li Kanchin hài lòng nhìn menu, hắn làm vậy để kiếm thêm tiền, mặc dù hắn không được thừa kế thì cũng sẽ có đủ khả năng chi trả học phí. Đột nhiên điện thoại của Li Kanchin rung lên, là bộ phận văn phòng của trường đại học. Li Kanchin nhấc máy lên nghe, ban đầu hắn còn tưởng người ta liên hệ vì hắn chưa nộp học phí. Thế nhưng đầu dây bên kia lại báo một tin cực sốc cho Li Kanchin. Đó chính là Li Kanchin trở thành một thực tập sinh. Lee Kan sau đó đã tức tốc phóng tới trường đại học thần kinh học Seoul. Bộ phận văn phòng của trường đã nói với Lee Kan rằng Lee Kan sẽ là thực tập sinh ở thương mại nổi tiếng Tết Quang từ tháng 9 đến tháng 12 với mức lương hàng tháng là 1,9 triệu won. Bọn họ nói với Lee Kan Shin rằng tôi biết em đã làm rất nhiều công việc bán thời gian để có thể học ở trường. Khi em có công việc sau đó, em sẽ có thời gian thực tập trong lý lịch của em. Em nghĩ sao? Đây đương nhiên là một cơ hội tốt để Lee Kan Shin kiếm tiền và xây dựng kỹ năng. Nhưng Lee Kan vẫn còn khá do dự. Nếu hắn nhận lời thực tập, vậy còn nhà hàng thì sao? thế nên Li Can Chin đành uyển chuyển từ chối. Hắn nhỏ nhẹ bảo cảm ơn thầy đã cân nhắc, nhưng em đang quản lý một nhà hàng vì vài lý do nên em không chắc là mình có đủ thời gian. Thầy giáo nghe thế thì kinh ngạc hỏi em đang sở hữu một cửa hàng ư? Li Can Chin gượng cười bảo em không sở hữu nó, em chỉ tiếp quản nó khoảng 5 năm thôi. Thầy giáo hỏi vậy sau 5 năm đó thì em làm gì? Li Can Chin ấp úng bảo em chưa biết nữa, em vẫn chưa chắc lắm. Thầy giáo khuyên nhủ Li Can Chin, ông nói sau cùng thì việc thực tập thay thế này chỉ kéo dài một học kỳ thôi, nếu đến 5 năm sau em có muốn tham gia thực tập thì cũng trễ rồi em nên nắm lấy cơ hội cho bản thân trong tương lai chứ em hãy nghĩ kỹ đi trong suốt quãng đường về lại nhà hàng li can chin không ngừng suy nghĩ về những lời thầy giáo đã nói với hắn giờ kinh doanh cố định cửa hàng ăn uống là từ 11 giờ chiều đến 1 giờ sáng dù hắn có tan làm trễ đến thế nào thì nó phải trước 11 giờ chiều vậy thì hắn có thể làm thực tập vào ban ngày chứ nhỉ cứ suy đi nghĩ lại khiến li can chin càng thêm lo lắng tối đó li can chin vẫn tiếp tục vận hành nhà hàng như thường lệ hôm nay vẫn có một vài vị khách luôn miệng cầu nhà cầu nhau về cái chết của anh ta li can chin không khỏi thở dài và cảm thấy khó chịu vẻ mặt này của hắn lọt vào mắt Bejonsu. Bejonsu nhạy bén hỏi Li Canchin biểu cảm đó là sao? Hôm nay có chuyện gì xảy ra à? Làm một ly đi. Li Canchin thở ra một hơi rồi bảo thật ra thì hôm nay tôi được mời thực tập ở một công ty thương mại. Bejonsu nghe đến công ty thương mại thì kinh ngạc. Anh ta hỏi vậy còn nhà hàng ăn uống này thì sao? Những vị ma khách cũng hốt hoảng hỏi vậy tụi tôi ăn ở đâu đây? Li Canchin vội vàng nói mọi người bình tĩnh đi. Nếu tôi nhận việc thì nhà hàng vẫn mở cửa sau giờ làm như bình thường. Những ma khách nghe xong thì đồng loạt thở phào bọn họ nói tôi chả thiết sống nữa nếu không còn nhà hàng này sắp tới xin hãy chăm sóc tôi nhé một ma khách trông giống nhân viên văn phòng đến gần hỏi li can chin vậy là cậu sẽ có công việc ở công ty thương mại tôi cũng từng làm thương mại cậu đã từng nghe qua quốc tế càng chưa ông ta hớn hở chỉ vào mình rồi bảo chính là tôi đó bác trung man tôi là người đồng sáng lập quốc tế càng đó li can chin nghe thế thì ngạc nhiên hỏi thật vậy sao người đàn ông nói với li can chin rằng cậu phải học tiếng anh trước tiên tiếng anh là bắt buộc cái quan trọng tiếp theo là tỷ lệ lãi suất chi phí mẫu cho người mua mở rộng nhà máy sản xuất bờ la bờ la Ông ta cứ nói tràn lan đại hải những thuật ngữ kinh tế khiến cho Bezon Su và Li chin mơ hồ không hiểu cái quái gì cả. Đúng vào lúc này thì có khách vào cửa hàng. Li chin đang định tiếp đãi như bình thường. Tuy nhiên người vào là một gia đình ba người trông có vẻ hơi chật vật. Người phụ nữ nói làm phiền rồi, chúng tôi đến vì nghe nói chúng tôi sẽ được ăn no ở đây. Chúng tôi có thể vào không? Thấy Li chin cứ cứng đờ ra đó, Bezon Su khó hiểu hỏi cậu làm gì vậy. Li chin đột nhiên hét toáng lên bảo bọn họ là ma. Bezon Su bĩu môi bảo vậy thì sao? Tôi cũng là ma này. Li Kanchin sợ đến tái cả mặt, hắn bảo họ khác cậu họ trong suốt một sự kinh khủng hoàn toàn khác bejon su thở dài bảo đó là vì họ vừa mới chết anh bạn à bejon su sau đó đã giải thích với li can chin rằng linh hồn và thể xác gắn kết với nhau sau ba ngày sau khi họ chết tôi đã từng bán ma như vậy trước đó rồi nhưng nếu họ đến đây thì có vẻ như không có ai tổ chức tăng lễ cho họ cả li can chin ngạc nhiên hỏi làm sao cậu biết bejon su bảo rằng thường thì bọn họ sẽ ở lại đám tang của mình ba ngày để ăn uống nhưng họ lại đến đây tức thì Li Can Chin sau khi biết rõ sự tình thì vội vàng ra tiếp đón gia đình bọn họ. Hắn ấy này nói rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Tôi có thể giúp gì cho gia đình anh chị? Anh chị có thể yêu cầu bất cứ thứ gì. Người phụ nữ nói chúng tôi có thể gọi món thịt ba chỉ không? Con gái tôi rất thích nó. Li Can Chin đương nhiên là không từ chối. Hắn hoàn thành món thịt ba chỉ rất nhanh và mang lên bàn cho bọn họ thưởng thức. Li Can Chin vẫn không thể rời mắt khỏi bọn họ. Hắn hỏi Be Jon Su anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ không? Be Jon Su bảo trong vòng 3 ngày nhân viên sẽ tới và đưa họ đến kiếp sau cho tới lúc đó thì họ sẽ đi qua những nơi họ từng có kỷ niệm ở kiếp này. Li Can ngạc nhiên hỏi vậy sao cậu không đến kiếp sau, nhân viên không đón cậu à? Bae Su trầm mặc một lúc lâu, sau đó anh ta mới thốt lên hai từ oán hận. Bae Su hỏi Li Can cậu đã từng có tiếc nuối gì trong đời chưa? Li Can nghe thế thì ngẫm nghĩ rồi bảo tôi có nhiều hối tiếc lắm, nhưng vậy thì sao? Bae Su nhàn nhạt, nhạt bảo ai cũng từng làm điều gì đó mà họ sẽ tiếc nuối, nhưng khi tiếc nuối đó trở thành sự oán hận cay đắng thì họ sẽ thành một hồn ma. Chúng tôi thừa biết rằng chúng tôi phải giải quyết mọi oán hận để được lên thiên đàng, nhưng vấn đề là chúng tôi không nhớ những oán hận đó là gì và đến cuối cùng giống như tôi đây họ sẽ lang thang quanh thế giới lạnh lẽo và đói khổ này mà không có tương lai li can nghe xong liền hiểu ra vậy là giống như Bejonsu, tất cả hồn ma đến đây hẳn là đều có oán hận đứa nhóc đến đây ngày hôm qua đã lên thiên đàng sau khi ăn đồ hắn nấu cho nó nói cách khác thì đồ ăn đã hóa giải oán hận nhưng còn oán hận của be Zonsu là gì li can nhìn xuống tay mình hắn tự hỏi là mình có thể hóa giải được những oán hận của những hồn ma khác không người phụ nữ sau khi dùng bữa xong thì đưa cho li can chin một tấm thẻ tín dụng chết cô ta nói nhờ cậu mà chúng tôi đã được ăn rất ngon miệng tôi nghe nói ở đây có thể trả bằng cái này người đàn ông lúng túng bảo cậu có biết kiếp sau là nơi như thế nào không nhỉ cậu thấy đấy đây là lần đầu tiên chúng tôi ở cõi âm ly can chin bối rối bảo xin lỗi nhưng tôi cũng không biết về nó bởi vì tôi là người sống nghe được lời này vợ chồng nọ liền kinh ngạc người phụ nữ bảo ôi trời sao người sống có thể bán đồ ăn cho hồn ma được vậy tôi còn tưởng cậu là người từ âm phủ ly can chin cười gượng cho qua chuyện hai vợ chồng đột nhiên nhìn nhau sau đó người đàn ông nói với li can chin nếu cậu là con người thì chúng tôi có thể nhờ cậu một chuyện không thật ra thì chúng tôi không có gia đình hay họ hàng gì nên tất cả tiền bảo hiểm và tài sản của chúng tôi chắc sẽ được trả về cho bộ tài chính quốc gia vì vậy nên cậu có thể giúp chúng tôi lấy số tiền đó cho những đứa trẻ mà chúng tôi bảo trợ không tôi đã hứa với chúng là tôi sẽ chi trả học phí cho chúng cũng không có gì nhiều nhưng nếu cậu có thể thì xin hãy giúp chúng tôi li can chin hoang mang bảo nhưng tôi không biết giúp bằng cách nào là một công dân tuân thủ pháp luật tôi không thể phạm pháp đột nhiên li can chin nghĩ tới gì đó nếu liên quan đến pháp luật thì không phải hắn có quen biết một người sao. Một người hiểu rõ về luật thì còn ai khác ngoài luật sư Shin Suho đâu chứ. Ngay sau đó, luật sư Shin Suho đã cùng với Kanduchi tìm đến cửa hàng để giải quyết vụ này. Vừa nhìn thấy người của tập đoàn tài chính Chiết, đám khách ma trong cửa hàng lập tức sợ hãi muốn vãi ra quần. Kanduchi vui vẻ bảo hôm nay tôi đến đây không phải để đòi nợ đâu nên mọi người cứ ăn tự nhiên đi. Nghe vậy đám ma khách mới bình tĩnh trở lại. Li Can thấy cảnh này thì thầm nghĩ mình đoán chắc họ đều mắc nợ, nhưng mình ngạc nhiên là họ chỉ vừa đến là đã gây ra phản ứng dữ dội vậy, ngay cả Bae Su cũng sợ đến tái mặt. Luật sư Shin Su rất nhanh đã vào vấn đề chính, người đàn ông kia tên là Che Jon Ho. Luật sư Shin Su nghiêm túc bảo tôi có thể làm người đại diện cho anh Choi Ho để tài sản của anh được chuyển đến những đứa trẻ mà anh bảo trợ. Phí kiện cáo là 20 triệu won, người tên Che John Ho nghe đến 20 triệu won phí thì hốt hoảng bảo, bảo bây giờ tôi không có nhiều tiền đến vậy. Kanuchi ở bên cạnh bảo để tôi giải thích cho anh. Kanduchi nói rằng anh Chezon Ho và vợ của anh là khách hàng VIP mà tài chính Chies đang chú ý. Không phải hai người quyên góp 30.000 won đến 10 đứa trẻ mỗi tháng trong vòng 10 năm hả? Vì vậy nên là tiền gửi ngân hàng của anh trong tài chính Chies là 62.204.232 won. Luật sư Shin Suho ở bên cạnh mỉm cười bảo bằng đó tiền sẽ đủ để thuê tôi. Kanduchi còn nói thêm rằng với sự cố này, nhân quả sẽ tích lũy trở lại và tiền sẽ được gửi vào tài khoản Chies của hai người. Cứ gom lại và giữ nó, kể cả khi ở âm phủ thì mấy người cũng cần rất nhiều tiền đó. Gia đình ba người nghe xong thì xúc động bảo cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Kanduchi nở nụ cười bảo bọn họ đừng khách sáo, đó đều nhờ những việc thiện mà hai người làm thôi. Li Chin chứng kiến cảnh tượng này cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn thầm nghĩ dù sớm hay muộn thì điều tốt chắc chắn sẽ quay về với bạn. Li Chin đang trong dòng suy tư thì Bejonsu ở phía sau đã hối thúc vì sắp đến giờ đóng cửa hàng. Li Chin mỉm cười đến cạnh Bejonsu, nhờ có chuyện này mà tâm tình hắn tốt lên thấy rõ. Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời găng nam trong xanh vô cùng đẹp bởi vì là chủ nhật nên Li không cần phải vận hành cửa hàng, hắn vừa đi vứt rác vừa nói thời tiết đẹp ghê, không tin được là mình không cần phải đi làm vào ngày như thế này nữa, cảm động quá đi. Sau khi vứt rác xong xuôi, Li Can Chin còn đang tính gấp hộp và bỏ nó ở ngoài là xong việc tái chế. Thế nhưng đột nhiên hắn lại nhìn thấy vài thứ gớm ghiếc. Đó chính là mấy con ma đói vất va vất vưởng trên đường. Li Kang bị dọa cho dựng hết cả long tơ. Hắn sợ đến nỗi muốn bỏ chạy nhưng cũng chạy không nổi, cứ thế trực tiếp sùi bọt mép ngất đi. Trong lúc mơ màng, Li Can Chin nghe thấy có vài tiếng nói xung quanh mình, nói cái gì mà giờ cậu ấy còn có thể thấy chúng ta ở bên ngoài luôn nhỉ, đến lúc cậu ấy nhìn thấy được chúng ta rồi. Chắc cậu ấy bất ngờ lắm, tao không nghĩ là cậu ấy sẽ ngất luôn, mày định tắt cậu ấy hả, tao nói là đừng mà. Tao chỉ muốn đánh thức cậu ấy thôi. Những tiếng nói ồn ào như vậy khiến Li Can Chin vô thức nhíu mày. Hắn mơ màng mở mắt ra. Đến khi thấy rõ những người xung quanh, Li Can Chin vẫn bị dọa cho giật bắn mình. Li Can Chin hoảng loạn bảo ngoài kia có một con ma, nó không mờ ảo, mà tôi thậm chí còn thấy xương của chúng nữa, nhìn giống như mấy con ma trong chuyện má. cả ba người đang vây quanh Chin nhìn nhau, bọn họ là Bejonsu, anh treo và một người khác nữa. cả ba nhìn Chin rồi bảo ba con ma đó là tụi tôi nè. Chin sửng sốt hỏi ý cậu là sao? cậu và những người này đâu có sẹo hay chảy xước gì đâu, cái tôi mới thấy là khác mà. Bejonsu thản nhiên bảo cái mà cậu thấy ở bên ngoài là hình dạng thật sự của bọn tôi, là bộ dạng lúc tụi tôi chết. kỳ lạ là ở nhà hàng này thì chúng tôi trông giống lúc trước khi chết. Li nhớ lại hình ảnh mình thấy khi nãy mà sợ đến mất hồn vía. Hắn không biết tại sao xương của họ có thể bị phá nát đến như vậy vào lúc chết. Li Canchin đã ổn định lại tâm tình trong nhà vệ sinh. Hắn bình tĩnh lại rồi ra ngoài, thấy jong su nên Li hỏi sao cậu lại ở đây vào giờ này, còn lâu mới đến 11 giờ tối mà. jong su nhàn nhạt, nhạt bảo cậu nghĩ tụi tôi còn chỗ nào để đi à? Đó là bởi vì cậu chưa từng thấy và nghe tiếng chúng tôi trước khi cửa hàng mở cửa. Chúng tôi luôn đứng chờ ở trước nhìn dòng người qua lại thôi. Li Canchin kinh ngạc hỏi vậy cậu không có vào phòng tôi đâu hả? À? Bae Jon Su có bảo sao tôi phải vào phòng cậu, chỉ vì tụi tôi là ma, không có nghĩa là chúng tôi có thể đi đến bất cứ đâu, chúng tôi chỉ được vào khi có sự cho phép. Li Can Chin nghe thế thì thở phào. Người đàn ông đeo kính ở bên cạnh nói với Li Can Chin rằng nhân tiện thì cậu Li này, tôi đã kiểm tra tổng quát cơ thể cậu khi cậu ngất, có vẻ như cậu thường xuyên cảm thấy không khỏe so với tuổi của cậu. Li Can Chin ngạc nhiên bảo đúng rồi, sao anh biết vậy? Anh ta khẽ nâng gọng kính rồi bảo tôi là heo dân quốc, bác sĩ giỏi nhất thế kỷ 21 được cấp giấy phép y tế và cả đông y. Nếu tôi sống thêm vài năm nữa, chắc tôi sẽ nhận được giải Nobel ngành y học luôn đó. Li Can không biết có nên tin vào mấy trò đùa của hồn ma hay không. Heo Dân Quốc lại nghiêm túc bảo lý do mà cậu hay bị giật mình là do tim cậu yếu đó, những lúc như vậy thì cứ nhấn vào đây để bình tĩnh lại, thấy sao, cậu cảm nhận được không? Li Can Xin ngờ vực bảo tôi thấy nó làm dịu bớt, nhưng tôi không chắc nữa. Heo Dân Quốc tiếp tục chủ tài bảo đây là xin su trị đau lưng. Còn đây là gốc trơn trị đau gối. Sao nào, thấy khỏe hơn nhiều đúng không? Sau những động tác này thì Li Can Chin quả thật đã cảm thấy khỏe người hơn hẳn. Heo Dân Quốc vuốt mồ hôi chán, anh ta nói cỏ ba lá Trung Quốc sẽ tốt cho cơ thể của cậu đấy cậu Lia. Li Can Chin đang phê pha sau khi được xoa so bóp nên nào có thể nghe rõ được lời của Heo Dân Quốc. Heo Dân Quốc vẫn nghiêm túc giải thích, anh ta nói nó được gọi là cỏ ba lá Trung Quốc, rất tốt cho viêm dạ dày, thận và mạch máu, phòng bệnh cho người lớn tuổi và là phương thức giảm viêm, nó nổi tiếng là rất tốt cho phái nam. Li Can Chin mỉm cười bảo tôi sẽ thử nó nếu cần. Heo Dân Quốc nghe thế thì sáng rực mắt, anh ta nói nhân tiện thì cậu có muốn đi chợ với tôi không? Nếu cậu đi cùng tôi, tôi có thể sẽ giúp cậu chọn một cái tốt đó. Li Xin ủ rũ bảo không nhất thiết phải mua trong hôm nay đâu, tôi cần chuẩn bị cho nhà hàng nữa, tôi khá là mệt, nếu có thời gian thì tôi sẽ đến nó. Heo dân quốc não nề ủ rột bảo phải rồi, việc gì phải đi tìm dược thảo với một con ma chứ, một con ma thậm chí còn chẳng đến được âm phủ. Mọi chuyện đều tại tôi, tất cả rắc rối này là tại tôi, Li Xin không ngờ còn có ngày mình bị ma dỗi. Hắn không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý đi luôn với Heo dân quốc ra chợ. Sau khi đến chợ trung tâm thành phố Gangnam, Heo dân quốc cứ hết ngó đông lại ngó tây, hết tìm tòi món này lại đến món khác một cách thích thú. Li Can cũng bận rộn đi tìm cỏ ba lá Trung Quốc mà Heo Dân Quốc giới thiệu cho mình. Đúng vào lúc này, một tiếng hét thất thanh từ đâu vang lên. Một người phụ nữ gào lên bảo ai đó cứu tôi với, con của tôi. Li Can vừa nhìn liền có thể nhận ra người phụ nữ đó là ma. Tuy nhiên người trước mặt đang co giật này lại là người sống. Và quan trọng là anh ấy đang co giật dữ dội. Nhìn tình trạng này thì có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Li Can nhanh chóng rút điện thoại ra để gọi 119. Đột nhiên người phụ nữ đó trợn trừng mắt nhìn Li Can Bà ta hỏi cậu nhìn thấy tôi đúng không, ly can chin ngập ngừng không biết phải đáp trả thế nào bà ta đỏ mắt nhìn chằm chằm vào ly can chin sau đó bày ra bộ dáng gớm ghiếc lao về phía hắn